chương 201, vui quá hóa buồn người ngâm thơ rong. Ở soát xong pháp sư tháp sau, cũng không có thể tìm được nhiều ít xa hoa trang bị, nhưng là hoàng kim, đá quý, bí bạc linh tinh đồ vật lại tìm được rồi không ít. Bởi vậy ở quét tước xong chiến trường sau, mọi người khiên chiến lợi phẩm, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đồng vàng tiên tri, bên kia phòng không rửa sạch sao. Rời đi pháp sư tháp trước, người ngâm thơ rong chỉ vào pháp sư tháp mặt khác một nửa. Riêng đoàn người chỉ rửa sạch nửa cái pháp sư tháp, còn có nửa cái pháp sư tháp vẫn cứ ở vào ma đằng vây quanh giữa. Rim, không được. Bên kia quá nguy hiểm, vẫn là lần sau lại đến đi. Người ngâm thơ rong, nguy hiểm. Chẳng lẽ sau một người hoàng kim giai đại pháp sư còn nguy hiểm? Rim, hoàng kim giai đại pháp sư có thể bị đánh lén, bên kia đồ vật lại không có biện pháp đánh lén. Người ngâm thơ rong vẻ mặt tò mò, bên kia đến tục cùng có cái gì? Rim nhìn thoáng qua người ngâm thơ rong, quay đầu lại đối Mona nói, Mona, đem thẻ bài dơ lên. Mona, Mona nhóm vẻ mặt vô tội. Ở trong thôn thời điểm, ta cho các ngươi cử cái kia thẻ bài. Mona. Mona nhóm dơ lên một cái tấm ván gỗ. Nhìn cái kia tấm ván gỗ, người ngâm thơ trong biểu tình giống như táo bón khó chịu. Không có việc gì, ta hiện tại có tiền, người ngâm thơ trong. Rim, không, dựa theo hiệp nghị, hiện tại những cái đó chiến lợi phẩm còn không có tiến hành phân cách, cho nên những cái đó là chúng ta cộng đồng tài sản, mà phi ngươi tư nhân tài sản. Ngươi hiện tại không xu dính túi, Ngạch người ngâm thơ trong vẻ mặt biệt nữ, ta đánh giấy nợ, được không? Rim nhìn đến này bài văn tự không? Trước đưa tiền, sau trả lời, khái không lùi khoản. Không có tiền chớ quấy rầy. Người ngâm thơ trong hoàn toàn yên nhi, lại nói như thế nào chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử quá đồng bọn, không cần phải như vậy tính toán chi ly đi. Không, không, không. Rim lắc lắc ngón tay, ta cho rằng quy củ rất quan trọng. Lai mục sư nhìn thoáng qua Rim, khẽ nhíu mày. Tính vẫn là tiếp tục đi tới đi. Người ngâm thơ rong thở dài, đồng vàng tiên tri, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Mang lên chuẩn bị mang đi chiến lợi phẩm, chuẩn bị đường về đi. Rim dừng một chút, chúng ta đã ra tới mấy ngày rồi, ta tưởng trong thôn cũng không sai biệt lắm nên sốt ruột. Nghe được Rim nói chuẩn bị đường về, tất cả mọi người cảm thấy thập phần cao hứng. Thật tốt quá! Người ngâm thơ rong đầy mặt hưng phấn, sau khi rời khỏi đây ta, ta chính là đại phú ông. Về quê sau, ta nhất định phải lấy một cái xinh đẹp lão bà. Riêng nhìn thoáng qua lần thứ hai lập hạ tử vong người ngâm thơ trong tùy ngươi thích đi nếu đã quyết định rời đi mọi người liền bắt đầu sửa sang lại chiến lợi phẩm nhưng là thực mau tân vấn đề xuất hiện ở mọi người trước mặt chiến lợi phẩm quá nhiều này đó vũ khí giữa trộn lẫn tinh kim không thể từ bỏ cái này hoàng kim cái bô lai nếu không chúng ta vẫn là đem này đó qua qua gõ toái đi chỉ mang đi đá quý cùng bên trong kim loại hiếm là được. Thánh quan năm người tổ chủ yếu mục tiêu là các loại vàng bạc châu báu cùng với những cái đó Hoàng Mỹ vũ khí trang bị, mà Grim chủ yếu mục tiêu còn lại là các loại thư tịch. Pháp sư tháp lầu 2 cùng lầu 3 phân biệt có một gian thư viện, bên trong chất đống đại lượng thư tịch. Toàn bộ mang đi là không có khả năng, bởi vậy Grim chỉ có thể chọn lựa trong đó tương đối quan trọng hoặc đối chính mình hữu dụng. Ô ba này đó thư đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng a. Triệu Hoáng Sinh vật tiếng gia chỉ đạo. Sách này có ích lợi gì đâu? Về 11 duy không gian tọa độ hệ tính toán phương pháp không phải đâu. Thế giới này cũng muốn nghiên cứu siêu lý thuyết dây. Tuy rằng thư tịch thượng ký lục nội dung các có bất đồng, nhưng là đại bộ phận thư tịch đều là sử dụng có thể ký lục ma pháp văn tự ma pháp tấm da dê tới tiến hành ký lục, nếu đem mặt trên ký lục văn tự đổi thành pháp thuật mô hình, như vậy chính là tiêu chuẩn pháp thuật thư. Từ ở nào đó ý nghĩa mà nói, nơi này mỗi một quyển sách giá trị đều sẽ không kém hơn ngang nhau trọng lượng đồng vàng. Đáng tiếc, cho dù có Icy cùng Hilia hai gã chiến sĩ hỗ trợ khuân vác, Viêm cũng vẫn cứ không có khả năng đem nơi này sở hữu thư tịch đều mang đi. Ngày hôm sau buổi sáng, trước mặt mọi người người chuẩn bị xuất phát cũng phản hồi khi, trừ bỏ Viêm ngoại mỗi người bối thượng đều xuất hiện một cái bao lớn. Đồng vàng tiên tri, ngươi thứ gì đều không mang theo sao? Người ngâm thơ trong nhìn hai tay trống trơn Viêm. Không thấy ta mang theo nhiều như vậy quả tử sao? Viêm vỗ vỗ trên eo giống như trái dừa mấy cái trái cây, ta còn muốn thi pháp đâu, phụ trọng quá cao nói, sẽ thi pháp thất bại người ngâm thơ trong nhìn nhìn đi theo Grim môn mặt sau hai cái tùy tùng, phía trước tiến vào khi, chúng ta hẳn là nhiều tìm vài người tiến vào hỗ trợ bối đồ vật. Nhưng là người càng nhiều, tham dự phân thành người cũng liền càng nhiều. Grim dừng một chút, ta thà rằng nhiều chạy mấy tranh. Nghe được Grim nói, người ngâm thơ rong nghĩ nghĩ, cũng là. Thực mau, mọi người khiên hành lý đi tới nhập khẩu phía dưới. Giữa không trung nhập khẩu giống như một phiến cửa sổ ở mái nhà, đem bên ngoài cảnh sát đưa vào cái này hắc ám không gian giữa. Ở cánh xa dưới sự trợ giúp, một đám bao vây bị rim từ cửa sổ ở mái nhà tắt qua đi. Lúc sau mọi người bắt đầu lẫn nhau xoát bút. Mang theo một thân bút, mọi người thay phiên xuyên qua cửa sổ ở mái nhà. Bởi vì muốn khống chế cánh xà, cho nên Dream là cuối cùng một cái xuyên qua cửa sổ ở mái nhà người. Cửa sổ ở mái nhà đối diện, là một tòa lâu đài bên trong, mà nhập khẩu còn lại là lâu đài hầm xuất khẩu. Dưới chân dẫm lên cánh xà, Dream từ hầm xuất khẩu trung sông ra. Lập tức đem hoàn toàn ra tới thời điểm, Dream đột nhiên dưới chân phát lực, trực tiếp nhảy tới hầm bên ngoài trên sàn nhà. Hoàng Mỹ Rim nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, Di Như thế nào cảm giác thiếu vài người? Rim phát hiện thông đạo ngoại trừ bỏ Ikasi, Hylia cùng với bán manh Trung Mona ngoại, cũng chỉ có một sư còn ở, thánh quan năm người tổ thiếu bốn cái. Ở người trở về phía trước, bọn họ nhảy xuống đi. Ikasi biểu tình cổ quái mà chỉ chỉ Rim vừa mới ra tới cái kia nhập khẩu. Nhảy xuống đi, Riêng biểu tình cổ quái mà nhìn về phía chính mình vừa mới ra tới thông đạo, vì cái gì? Ikashi, cái kia người ngâm thơ trong bối đồ vật quá nhiều, ra tới khi không đứng vững, không cẩn thận rơi vào đi, thánh kỵ sĩ cùng võ tăng vì cứu hắn, đi theo nhảy xuống đi. Nét tuần lâm khách tương đối xui xẻo, hắn lúc ấy vừa mới từ bên trong nhảy ra, sau đó đã bị thánh kỵ sĩ cùng võ tăng dẫm đi xuống. Rim Lai mục sư biểu tình tự hồ có chút không tốt lắm, Rim, nếu ngươi cũng đã lên đây, như vậy chúng ta liền chạy nhanh đi xuống cứu bọn họ đi. Ngạch. Cái này a. À. Viên nhìn nhìn bên chân môn, hơi chút lui về phía sau một bước. Không hề nghi ngờ, nếu không đi cứu nói, lai Mục sư đối chính mình hảo cảm độ sẽ giảm xuống. Chính là nếu như đi cứu nói, lại không thể không sửa đổi đi tới lộ tuyến. Dựa theo grim phía trước lộ tuyến, ở tiến vào cái này bản đồ sau, chính mình đoàn người hẳn là đi trước này bức bản đồ trung mặt khác một cánh cửa, hơn nữa chỉ cần xuyên qua kia phiến môn, là có thể trực tiếp phản hồi thôn. Đây là đơn giản nhất một cái lộ tuyến cũng là Grim nhớ rõ tương đối rõ ràng lộ tuyến. Hoàng Kim Quốc dù sao cũng là một cái đại hình mê cung bản đồ, Grim nhưng không nhớ được sở hữu bản đồ, chỉ nhớ rõ một ít tương đối thường dùng mê cung lộ tuyến. Chính là nếu nhảy xuống cái này môn nói. Grim chỉ nhớ rõ một cái đi thông hồng long xào huyệt lộ tuyến yêu cầu đi này phiến môn. Chương 202, trở về thành Grim. Grim, đây là một cái mê cung, một cái tràn ngập không biết cùng với nguy hiểm mê cung. Bởi vậy chúng ta đã từng ở hợp đồng đã từng minh xác quy định, các ngươi đến phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu các ngươi cảm thấy mệnh lệnh của ta không hợp lý, có thể cự tuyệt mệnh lệnh của ta, nhưng là lại không được tự tiện hành động. Nghe được Grim nói, Lai Mục Sư sắc mặt có chút không tốt lắm, ý của ngươi là nói, con đường này đều không phải là đi trước xuất khẩu lộ. Grim, ta đã từng nói qua, chỉ cần không ngừng ra vào cùng cái môn, sớm hay muộn có thể đến xuất khẩu. Cho nên lý luận thượng chỉ cần không ngừng ra vào cái này môn, sớm hay muộn có thể đi ra ngoài. Lai Mục Sư, nhưng là này chỉ là lý luận. Đúng vậy, Vim gật gật đầu, lâu đài này có mặt khác môn, chúng ta đến tìm được kia phía môn. Lai mục sư nhìn chầm chằm Vim, cúi đầu nghĩ nghĩ, người đối với cái này mê cung đến tột cùng hiểu biết nhiều ít. Ta cũng không thể xác định ta biết nói phải chăng chính xác, bất quá ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn tin tưởng chính mình phán đoán, giải tán đội ngũ, đơn độc hành động. Vim dừng một chút, ta cùng ta người hầu nhóm sở mang theo đồ vật đem trực tiếp coi là chúng ta chiến lợi phẩm. Lai mục sư nhìn thoáng qua kim đoàn người sở mang theo đồ vật, Riêng đoàn người mang theo đại bộ phận đều là thư, trừ ngoài ra chỉ có số ít vài món trước mặt đang ở sử dụng đạo cụ cùng trang bị, mặc kệ là hiện tại giải tán đội ngũ vẫn là sau khi rời khỏi đây dựa theo hiệp nghị tiến hành chiến lợi phẩm phân phối, này kết quả đều không sai biệt lắm. Riêng thái độ làm lai mục sư cảm thấy có chút do dự. Tuy rằng là đồng đội, nhưng lẫn nhau chi gian bất quá là hợp tác quan hệ, cũng không có nhiều ít tín nhiệm. Mà làm một cái có thể nhìn thấu nói dối siêu phàm mục sư. Lai mục sư có thể nhìn ra Grim từ đầu tới đuôi đều không có rải quá dối, nhưng là lại che giấu một ít tin tức này cũng không phải là cái gì tin tức tốt bởi vì này ý nghĩa trước mắt tên này pháp sư rất có thể đối trinh phát hiện nói dối ngôn thập phần hiểu biết Am hiểu ứng phó trinh phát hiện nói dối ngôn người có thể so những cái đó đầy miệng nói dối người càng khó đối phó bọn họ đi xuống sau sẽ gặp được cái gì lai mục sư hướng riêng chứng thực khẳng định sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm riêng cúi đầu nghĩ nghĩ ngươi hẳn là đã rất rõ ràng thế giới này tình huống đi đây là một cái vỡ vụn sau lại bị lung tung khâu lên thế giới, ở thăm dò hoàn toàn phía trước, không ai biết mỗi một phiến phía, phía sau cửa đến tột cùng là một cái cái dạng gì thế giới. Có lẽ là sa mạc, có lẽ là hải dương, có lẽ là ở không trung, thậm chí có khả năng là dưới mặt đất. Thế giới này giống như là một cái quan ngã nát cái chai, sau đó lại dùng keo nước đem pha lê toàn bộ lung tung dính lên, mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ chi gian liên hệ trở nên có chút kỳ quái, mỗi cái tiểu mảnh nhỏ đều biến thành một cái tương đối tương đối độc lập tồn tại. Bọn họ đi xuống sau sẽ gặp được cái gì? Lai Mục Sư nhìn chầm chầm Rim, hoàn toàn không để ý tới Rim lầm đạo. Rim biểu môi, có lẽ sẽ gặp được trời cao rơi xuống. Tựa như chúng ta từ bên ngoài nhảy vào tới khi như vậy đi. Lai Mục Sư trong lòng căng thẳng, bọn họ trên người chỉ có một trương vũ lạc thuật quyển trục. Chỉ có một trương. Rim vẽ mặt cổ quái, nếu ta nhớ không lầm nói, ở ta cho các ngươi vật phẩm danh sách trung, vũ lạc thuật quyển trục hẳn là ở vào đệ nhị trọng muốn vật phẩm danh sách giữa đi. Lai Mục Sư mặt lộ vẻ cười khổ, ngươi không phải sẽ vũ lạc thuật sao? nghĩ đến đội ngũ trung có pháp sư, cho nên chúng ta cũng chỉ mang theo một trương khẩn cấp. Rim. Ân, ừ, ngươi nói rất có đạo lý. Bọn họ ngã xuống thời điểm, nhất định thực hy vọng chính mình trên người có một trương khẩn cấp dùng vũ lạc thuật quyển trục đi. Rim nói, làm lai mục sư trong lòng sinh ra một loại điềm xấu dự cảm, cái này mặc độ cao rất cao. Ngài xác định. Không xác định. Rim dừng một chút, bất quá ta vẫn luôn cho rằng tùy thân mang theo thuốc giải độc, vũ lạc thuật quyển trục cùng với dưới nước hô hấp nước thuốc hẳn là nhà thám hiểm thường thức mới đối không đúng a à. dưới nước hô hấp nước thuốc cũng liền thôi vũ lạc thuật bất quá là một vòng pháp thuật nó quyển trục hẳn là không quý a à, lấy các ngươi kinh tế điều kiện hẳn là không thành vấn đề mới đúng các ngươi thực thiếu tiền sao thánh quang năm người tổ chính là một đội siêu phàm cấp bậc đội ngũ sau lưng còn có ba la giáo hội làm chỗ dựa trừ bỏ võ tăng ngoại còn lại mấy người sử dụng đều là ưu tú thậm chí hoàng mỹ phẩm chất trang bị mấy trương một vòng ma pháp quyển trục tiền còn không đến mức trả không nổi đi. Không phải tiền vấn đề, mà là bởi vì Izumi thôn không có bán A. À. Lai mục sư trên mặt lộ ra cười khổ, chỉ có kia trương quyển trục vẫn là Potter nửa năm trước mua. Hảo đi. Rim nháy mắt không lời nào để nói. Từ nào đó góc độ mà nói, chuyện này Rim cũng có trách nhiệm. Izumi thôn không thiếu cường đại chiến sĩ, nhưng mà cao cấp pháp sư trước mắt liền Rim một cái. Pháp sư cùng mặt khác chức nghiệp bất đồng. Pháp sư thăng cấp cũng không dựa vào chiến đấu, mà là dựa vào đọc sách, học tập cùng với nghiên cứu, chiến đấu đối với đề cao pháp sư thực lực cùng với cấp bậc không hề trợ giúp, lại còn có sẽ liên lụy pháp sư tri thức tích lũy. Pháp sư nếu muốn thăng cấp, nên đi khai lòng dạ hiểm độc xưởng, áp bức học đồ sức lao động, sau đó trữ hàng tài chính tới tiến hành pháp thuật nghiên cứu, ít nhất nộp cờ các pháp sư đều là như thế này thăng cấp. Bởi vậy trừ bỏ những cái đó bất kham chịu đựng đạo sư sức lao động áp bức, cho nên quyết định ra ngoài rèn luyện tân nhân pháp sư ngoại, tuyệt đại đa số cao cấp pháp sư đều là tử trạch, cho dù ngẫu nhiên ra cửa cũng có minh xác mục đích. Cho nên, cho dù gần nhất có đại lượng nhà thám hiểm dũng mãnh vào Izumi thôn, nhưng là Izumi trong thôn cao cấp pháp sư vẫn cứ chỉ có Grim một cái. Tại đây loại tình huống, trừ phi dream, lòng dạ hiểm độc xưởng có thể sản xuất vũ lạc thuật quyển trục, hoặc là có làm buôn bán đem mặt khác địa phương vũ lạc thuật quyển trục đưa tới Izumi thôn tới tiến hành tiêu thụ. Nếu không thánh quan năm người tổ cho dù có tiền cũng rất khó ở Izumi thôn mua được vũ lạc thuật quyển trục. Ngỗng mễ đậu hũ, chúc quân vận may. Ở từ Grim nơi đó đạt được một ít tràn ngập điềm xấu hơi thở tình báo sau, Lai Mục Sư cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình đồng đội, tiếp tục đi theo Grim đi rồi. Grim phi thường thành thạo mà dẫn dắt Lai Mục Sư ở lâu đài trung xuyên qua lên. Lâu đài trung thập phần an tĩnh, hơn nữa cùng thượng một cái thế giới bất đồng, này một cái thế giới phương tiện bảo tồn rất khá. Nơi này ma lực độ dày so trước thế giới tiểu. Lai Mục Sư mở miệng nói. Grim, bởi vì trước thế giới giữa có Pháp Sư Tháp, đương Pháp Sư trong tháp chứa đựng ma lực khuếch tán đến trong không khí sau, tự nhiên cũng liền dẫn tới không gian trung ma lực độ dày đại biên độ bay lên. Nghe được Grim nói, Lai Mục sư hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác cái này không gian trung hẳn là không có vong linh đi. Grim liếc mắt một cái Lai Mục sư, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Không vong linh? Không. Hoàn toàn tương phản. Nơi này nơi nơi đều là vong linh. Nơi này không gian ngăn cách với thế nhân, sau khi chết linh hồn vô pháp rời đi thế giới này, càng đừng nói tiến vào Minh Hà bởi vậy lâu đài trung sở hữu người chết nhóm toàn bộ đều biến thành vô pháp an giấc ngàn thu oán linh nếu không phải grim đoàn người một thân bút lượng đến cùng bóng đèn giống nhau đã sớm bị oán linh bao phủ bởi vì nơi này ma lực độ dày so thấp cho nên oán linh nhóm cấp bậc đều không tính quá cao đối với thánh quan còn là phi thường sợ hãi bất quá một khi trên người thánh quan biến mất kia đã có thể khó nói bởi vậy đoàn người cần thiết mau rời khỏi cái này không gian ở grim dẫn dắt hạ đoàn người nhanh chóng đến lâu đài đại môn lâu đài trung một mảnh đen nhánh nhưng là lâu đài ngoài cửa lớn lại là một mảnh ánh nắng tươi sáng, trời xanh, mây trắng, đại thảo nguyên, hoặc nhìn tựa hồ thập phần tốt đẹp. Hiển nhiên, cái này đại môn là một cái đơn hướng môn. Đối diện là một cái cái dạng gì thế giới? Lai Mục Sư nhịn không được dò hỏi. Bởi vì phía trước phát sinh sự, lúc này Lai Mục Sư đối với xuyên qua đơn hướng truyền tống môn nhiều ít có chút chột dạ. Rim, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đối diện hẳn là chính là bên ngoài. Rim đứng ở cổng lớn, đối với đại môn ném mấy phát tiểu hỏa cầu, bảo đảm ngoài cửa lớn mặt sẽ không có người quấy rối, Rim nhưng không nghĩ chính mình giống nào đó xui xẻo tuần lâm khách như vậy, vừa mới từ trong môn nhảy ra đi, kết quả đã bị một cái hố hóa cấp đâm hồi đại môn giữa. Bảo đảm ngoài cửa đã bị thanh tràn sau, Rim không chút do dự chạy ra khỏi đại môn. Hoàng Kim Thành lâu đài ngoại. Mấy chục ngày khai cuộc sớm đã đem Hoàng Kim Thành thượng mạ vàng đào hết, hiện giờ Hoàng Kim Thành đã hoàn toàn biến thành một cái rách tung tuế lâu đài, nơi nơi đều là hố. Tuy rằng Hoàng Kim Thành đã không có Hoàng Kim, nhưng là vẫn cứ có không ít nhà thám hiểm chạy vào ngắm cảnh bất quá bởi vì phía trước tiến vào hoàng kim thành nhà thám hiểm nhóm không một phản hồi cho nên tuyệt đại đa số nhà thám hiểm đều dừng bước với ngoài cửa đồng vàng tiên tri chính là từ cái kia nhìn ra xa tháp đỉnh chấp đi vào một cái thôn dân chỉ vào một tòa vọng tháp hướng vài tên nhà thám hiểm giới thiệu nói gần nhất izumi thôn khách du lịch phi thường phồn vinh không chỉ có kéo thương nghiệp đồng thời còn biến tướng kéo hướng dẫn du lịch ngành sản xuất phát triển không ít thôn dân đảm đương hướng dẫn du lịch vì mới tới nhà thám hiểm nhóm giới thiệu một chút hoàng kim thành tình huống mà đồng vàng tiên tri làm bổn thôn truyền kỳ nhân vật tự nhiên không tránh được trở thành quan trọng bác quái tư liệu sống cái kia đồng vàng tiên tri tiến vào sau có ra tới sao một người nhà thám hiểm nhịn không được dò hỏi còn không có thôn dân ha hả cười nhà thám hiểm như vậy hắn có nói qua hắn đại khái khi nào có thể ra tới sao thôn dân cái này ta cũng không biết liền ở các thôn dân chuẩn bị tiếp tục giới thiệu thời điểm nào đó môn trung đột nhiên bay ra một cái lăng lộn đại hỏa cầu ầm 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 cùng với lửa cháy thiêu đốt thanh âm hỏa cầu lăng quá lớn môn phụ cận đất trống cái kia trong môn có người một người nhà thám hiểm chỉ vào hỏa cầu bay ra tới đại môn thét to nguyên bản cái kia nhập khẩu giữa hẳn là một mảnh đen nhánh nhìn không tới bất cứ thứ gì nhưng là lúc này bên trong lại xuất hiện mấy cái cả người mạo qua người bởi vì trong môn có ánh sáng cho nên mọi người rốt cuộc có thể nhìn đến kia phiến trong môn tình huống cái kia là đồng vàng tiên tri các thôn dân nhận ra cầm đầu người kia. Cái gì? Người nói cái kia chính là đồng vàng tiên tri. Nhà thám hiểm nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo, cái kia ăn mặc màu ngân bạch pháp sư bào chú lùng. Đúng vậy. Thôn dân vẽ mặt ngạc nhiên mà nhìn bên trong, đồng vàng tiên tri thật sự phá giải lâu đài này trung bí mật. Ở mọi người khiếp sợ không thôi ánh mắt giữa, Dream từ trong môn nhảy ra tới. Ta đã trở về. Chương 203, Dream vô hạn la bình. Mảnh liệt đề cử. Tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỹ ta dục phong thiên ta tức ý trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn trong nháy mắt, khoảng cách riêng trở về thành đã qua đi một vòng. Thông qua một ít tình báo giao dịch, trong mê cung tình huống chậm rãi bị mọi người sở biết rõ, càng ngày càng nhiều nhà thám hiểm bắt đầu nếm thử tiến vào mê cung giữa tiến hành thăm dò. Nhưng mà một vòng thời gian đi qua, vẫn cứ không có nhà thám hiểm thành công phản hồi thôn, Bất quá này hết thảy tạm thời cùng Grim không quan hệ. Grim ma pháp xưởng giữa, Grim đang ở thử tiến hành ma lực khôi phục dược tề chế tác. Từ Hoàng Kim Quốc Mê cung phản hồi sau, Grim liền bắt đầu xuống tay nghiên cứu linh hồn quả mộng gia công. Không hề nghi ngờ, linh hồn quả mộng là cái thứ tốt, gần ma lực khôi phục này một cái liền đủ để cho này trở thành có chiến lược giá trị quan trọng tài nguyên. Nhưng là làm một loại đồ ăn, linh hồn quả mộng lại có một cái vô pháp lãng tránh vấn đề, đó chính là hạn sử dụng. Bất cứ thứ gì đều có hạn sử dụng mà linh hồn quả mộng hạn sử dụng thật sự không lâu lắm. Bởi vậy trở lại trong thôn sau, phim liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem linh hồn quả mộng tiến hành bảo tồn vấn đề. Đây là một kiện thực phiền toái công tác. Linh hồn quả mộng giữa linh hồn tương là một loại dị thường sinh động vật chất. Sử dụng giữ tươi pháp thuật. Không được, bởi vì linh hồn tương bản thân chính là một loại phi thường dễ dàng chuyển hóa vì ma lực vật chất, giữ tươi pháp thuật tạp đi lên, pháp thuật hiệu quả sẽ bị đại biên độ cường hóa, đồng thời linh hồn tương bản thân cũng đã bị tiêu hao rất tăng thêm chất bảo quản không được chất bảo quản sẽ ở cường đại ma lực dưới tác dụng sinh ra biến dị sau đó ngươi đem đạt được một bao biến dị chất bảo quản chân không phong kín không được quả mộng bản thân liền sẽ lấy ra linh hồn tương sau lại đối linh hồn tương tiến hành chân không phong kín cái này lý luận thượng được không nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể đem linh hồn tương lấy ra ra tới hơn nửa bảo đảm cái này trong quá trình sẽ không bị tiêu hao rớt đây là một cái phi thường phiền toái nghiên cứu công tác cũng may grim có được kiếp trước ký ức có thể từ kiếp trước tìm kiếm manh mối linh hồn tương thập phần sinh động sẽ cùng tuyệt đại đa số vật phẩm phát sinh phản ứng nhưng là có một kiện đồ vật là tuyệt đối sẽ không cùng chi phát sinh phản ứng đó chính là linh hồn quả mộng tự thân xác đối quả xác tiến hành gia công cùng với chia lìa do đó đạt được một loại nọa hóa dung môi sau đó lại dùng loại này nọa hóa dung môi nhắc tới lấy cũng chứa đựng linh hồn tương chỉ cần nọa hóa dung môi vẫn cứ hữu hiệu như vậy linh hồn tương liền sẽ không cùng ngoại giới phát sinh phản ứng mà đương nhân loại uống xong đi sau Nọa hóa dung môi sẽ bị nhân thể nhanh chóng tiêu hóa rớt, đối linh hồn tương nọa hóa cũng liền mất đi hiệu lực, do đó thực hiện nhanh chóng hấp thu đây là trong trò chơi dùng linh hồn quả mộng chế tác, linh hồn bổ dưỡng dược tề phương pháp. Không sai. Không phải bình thường ma lực dược tề, mà là hồi huyết hồi lam hồi phục tinh thần cao cấp dược tề linh hồn bổ dưỡng dược tề. Nguyên lý thập phần đơn giản, nhưng là muốn thực hiện này một nguyên lý, lại phi thường khó khăn. Bởi vì Grim căn bản không biết nọa hóa dung môi nên như thế nào điều phối chỉ biết sẽ dùng đến linh hồn quả mộng quả sát cùng với mà căng thảo, vũ yến thảo, slam keo thể giống như làm loại luyện kim tài liệu. Vì đạt được chuẩn xác phối phương, riêng mỗi ngày đều phải tiến hành mấy mươi lần thực nghiệm, đối lập bất đồng phối phương chi gian khác nhau. Cho dù có đại lượng Mona làm cu cái này làm cho người là một kiện làm người thập phần thống khổ một sự kiện. F77, F78, F79 Này tám bình dung môi đều có thể thành công bảo tồn linh hồn tương, kế tiếp liền xem này mấy bình dung môi càng ổn định. Viêm đem một ít linh hồn quả mọng thịt quả phân biệt tích nhập mấy cái ống nghiệm giữa, cẩn thận quan sát đến trong đó biến hóa. F77 ở 7 giây sau bắt đầu xuất hiện rõ ràng ma lực phản ứng, F78. Ở cẩn thận quan sát cùng với phân tích sau, Viêm rốt cuộc xác định một cái phối phương. F80, F81, 82, số 3 dung môi hiệu quả nhất ổn định. Kế tiếp làm ta thử xem thịt quả tạp chất cùng linh hồn tương chia lìa đi. Công phu không phụ lòng người, ỷ vào kiếp trước ký ức cùng với hóa học bản lĩnh, hơn nữa đại lượng thực nghiệm viêm rốt cuộc thành công tìm được rồi nọa hóa dược tề phối phương. Tìm được rồi nọa hóa dược tề phối phương, kế tiếp linh hồn tương lấy ra cũng liền trở nên đơn giản nhiều. Rót vào một chút nước cất, lắng động lại, lọc, tạp chất trích. Ở trải qua bao nhiêu nói trình tự làm việc sau, viêm rốt cuộc thành công chế tạo ra một lọ linh hồn bổ dưỡng dược tề. Nhìn trong tay Lam Bình, Dream trên mặt hiện ra sáng lạng tươi cười, quá tuyệt vời. Phát hiện tân luyện kim phối phương, thỉnh mệnh danh. Linh hồn bổ dưỡng dược tề. Viêm không chút do dự nói linh hồn bổ dưỡng dược tề, bình thường. Hiệu quả, khôi phục hai sinh mệnh, một thể lực, 10 tinh thần, 20 ma lực. Thuyết minh, một loại phi thường đặc thù khôi phục dược tề, đại biên độ khôi phục tinh thần cùng ma lực, cũng trị liệu linh hồn mặt tổn thương. Loại này dược tề sẽ không xuất hiện kháng dược tính. Xác định phối phương sau, Dream mở ra hệ thống, nhìn hệ thống giao diện thượng năm cấp luyện kim thuật cùng với luyện kim thuật phía dưới phối phương, trên mặt hiện ra sáng lạng tươi cười. Kế tiếp, chính là kỹ năng thời gian. Jim duỗi tay, từ không gian túi trung lấy ra mấy cái linh hồn quả mộng này đó linh hồn quả mộng đều không phải là chân chính linh hồn quả mộng mà là viêm lợi dụng sách cấm phục chế công năng phục chế ra tới hình chiếu vật phẩm hình chiếu vật phẩm một khi hoàn chỉnh tính bị phá hư liền sẽ toàn bộ biến mất bởi vậy hình chiếu đồ ăn là vô pháp trực tiếp dùng đao đi thiết muốn đối này tiến hành gia công cần thiết dựa vào đối ứng kỹ năng tiến hành phối phương sinh sản chấm nét viêm nhìn thoáng qua luyện kim thuật phía dưới phối phương sau đó đem một ít tài liệu tính cả linh hồn quả mộng cùng với một ít không dược bình cùng nhau phóng tới luyện kim trên đài. Rim, sử dụng luyện kim thuật phối phương linh hồn bổ dưỡng dược tề. Rim ma lực nháy mắt biến mất 10 điểm, tại đây đồng thời, trên mặt bàn những cái đó dược tề tài liệu cùng với linh hồn quả mộng ở ma lực vặn vẹo hạ bắt đầu dung hợp, sau đó tam bình, linh hồn bổ dưỡng dược tề xuất hiện ở Rim trước mặt. Nhìn trước mắt hết thảy, Rim cười, quả nhiên thành công. Phối phương sinh sản, khi trong trò chơi các người chơi chính yếu vật phẩm chế tác thủ đoạn, đồng thời cũng là duy nhất một loại có thể đối hình chiếu vật phẩm tiến hành gia công thủ đoạn bởi vì cái này dược tề chế tác trong quá trình có gia nhập bình thường tài liệu cho nên không hề là thuần túy hình chiếu vật phẩm vô pháp để vào không gian túi trung đồng thời cái này dược tề cũng không phải chân chính linh hồn bổ dưỡng dược tề mà là một cái có được đồng dạng hiệu quả pháp thuật hình chiếu là một cái pháp thuật cho nên một khi rời đi dream sao trong đó thuộc về linh hồn quả mộng thành phần liền sẽ nháy mắt mất đi hiệu lực cho nên cần thiết tùy thân mang theo Rim đem thông qua kỹ năng chế tạo ra tới tam bình dược tề thu vào trên eo dược tề bao giữa. Hình chiếu dược tề hiệu quả chỉ có nguyên bản 80%, nhưng là có được sách cấm Rim hoàn toàn có thể đối linh hồn quả mộng tiến hành vô tuyến phục chế. Do đó thực hiện linh hồn bổ dưỡng dược tề đại quy mô lượng sản. Đời trước ta thật là cho ta để lại một kiện thứ tốt a. À. Đáng tiếc chủ động phục chế ma lực tiêu hao quá lớn, chỉ có thể có mỗi ngày một lần miễn phí sử dụng cơ hội. Rim không chút do dự đem sở hữu hình chiếu quả mộng đều chế tác thành linh hồn bổ dưỡng dược tề mỗi lần sử dụng kỹ năng đều có thể đạt được một năm bình dược tề, thực mau, Dream hầu bao trung liền nhét đầy linh hồn bổ dưỡng dược tề. Từ nay về sau, Dream không bao giờ dùng vì chính mình lam điều lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 204, Thất bại ủy thác. mãnh liệt đề cử, Tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỹ ta dục phong thiên ta tức ý trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn căn cứ phương thức chiến đấu bất đồng pháp sư đại khái có thể chia làm tam loại cá mạng pháp khế ước pháp cùng với khắc kim pháp cá mạng pháp một không có tiền nhị không trang bị chỉ có thể dựa vào tự thân ma lực tiến hành chiến đấu pháp sư ma lực dùng hết sau chính là một cái chết cá mạng tuyệt đại đa số tay mới pháp sư đều là loại này, không lâu trước đây Grim cũng là loại này. Khế ước pháp, dựa vào cùng nào đó cường đại tồn tại tỷ như ác ma, nguyên tố tinh linh chờ ký kết khế ước, đem ma lực tiêu hao tái giá đến khế ước đối tượng trên người, do đó ở riêng pháp thuật thượng đạt được cực kỳ cường đại thêm thành. Tuyệt đại đa số thuật sĩ, nguyên tố sử, tinh linh sử chờ đều là này một loại. Khắc kim pháp, pháp sư giữa chủ lưu, chủ yếu thông qua sử dụng đại lượng trang bị, đạo cụ, tiêu hao phẩm tới tiến hành chiến đấu, chính thành trở lên siêu phàm pháp sư đều là loại này có tiền ngươi có thể trở nên càng cường vì khắc kim tuyệt đại đa số siêu phàm pháp sư cuối cùng đều đi lên thành lập lòng dạ hiểm độc xưởng bất quy lộ riêng cũng không ngoại lệ pháp sư khắc kim phương thức có rất nhiều loại trong đó tương đối thường thấy có quyển trục pháp chủ yếu phương thức chiến đấu là dựa vào quyển trục hoặc ma trượng trên người mang theo đại lượng quyển trục cùng ma trượng là linh tinh pháp sư lớn nhất đặc điểm tục chiến năng lực từ tự thân mang theo quyển trục số lượng quyết định tự thân ma lực thông thường chỉ dùng tới phóng ra nào đó vô pháp dùng quyển trục phóng ra đại uy lực pháp thuật. Bởi vì pháp sư ở quyển trục chế tác cùng với ma pháp đạo cụ chế tác thượng có thiên nhiên ưu thế, bởi vậy loại này phương thức chiến đấu cũng liền trở thành pháp sư giữa chủ lưu. Dược tề pháp, chủ yếu phương thức chiến đấu là dựa vào tự thân ma lực, nhưng là cùng cá mặn pháp bất đồng, dược tề pháp tùy thân mang theo đại lượng ma lực khôi phục dược tề, ma lực dược tề kiềm giữ lượng quyết định dược tề pháp tục chiến năng lực. Tinh linh tộc bởi vì có được ma lực chi tuyền, cho nên thừa thải dược tề pháp, mặt khác sở hữu ở vào pháp sư trong tháp pháp sư cũng đều có thể coi là dược tề pháp. Quân đoàn pháp, điên cuồng thắt triệu hoán sinh vật hoặc áo thuật con rối, mang theo quân đoàn nơi nơi chạy quân đoàn pháp. Vong linh pháp sư, thợ thủ công vu sư, triệu hoán sư đều là thuộc về loại này loại hình. Có được sách cấm cùng với linh hồn quả mộng, có thể lấy so thấp phí tổn chế tác ma lực khôi phục dược tề grim, thực dễ dàng liền trở thành một người đem ma lực khôi phục dược tề đương nước uống dược tề pháp. Hiện tại ma lực đã không là vấn đề, kế tiếp chính là ma pháp quyển trục. Vi Minh tưởng trong chốc lát khôi phục một chút ma lực, sau đó cầm lấy sách ma pháp nghiên cứu lên. Pháp sư muốn học được sở hữu pháp thuật, đó là một kiện phi thường tốn thời gian háo lực hành vi. Bởi vậy, cho dù là một người cắn dược pháp sư, sách ma pháp quyển trục chờ ma pháp đạo cụ cũng là chuẩn bị chi vật đặc biệt là tại đẳng cấp không cao thời điểm. Ân. Ừ. Đại bộ phận thường dùng pháp thuật mặt trên đều có, bất quá lại thiếu mấy cái tương đối ít được lưu ý thực dụng pháp thuật. Lần sau ta đi trong thành thời điểm thuận tiện ủy thác nàng hỗ trợ mang mấy trương quyển trục trở về đi. Linh năng chi xà, xác thật là một kiện phi thường không tồi hy hữu trang bị, bên trong ký lục 29 cái thường quy linh hoàng pháp thuật pháp thuật mô hình, 20 cái một vòng, 10 cái nhị hoàng cùng với 10 cái tam hoàng pháp thuật, như vậy một kiện ma pháp trang bị đủ để làm nào đó pháp sư gia tộc đồ gia truyền. Đem yêu cầu làm nữ quản gia hỗ trợ mua dùng vật tư ký lục trên giấy sau, Rim liền rời đi xưởng. Đem mua sắm đơn giao cho ba sau, Rim nghe được một tin tức. Chủ nhân, Tử quán Syria đưa tới tin tức, nói ngài phía trước tuyên bố tìm người bị thác có tin tức. Rim trong lòng hơi hơi vừa động, ta hiểu được. Izumi thông tử quán gần nhất có chút quạng của ẻ. Nguyên bản Hoàng Kim Thành tồn tại cũng đã thập phần dẫn nhân chú mục, mà đương Rim đoàn người mang theo đại lượng tài phú phản hồi thời điểm, càng là đem loại này chú mục đẩy lên tân cao phong. Rất nhiều đối tự thân thực lực có tự tin nhà thám hiểm nhóm ở hướng Rim mua sắm rời đi Hoàng Kim Thành lộ tuyến sau, liền phía sau tiếp trước mà bước vào mê cung giữa. Bởi vì đại lượng nhà thám hiểm rời đi, dẫn tới trong thôn lượng người hơi có điều giảm xuống, lữ quán trung khách nhân cũng ít rất nhiều. Rim đẩy ra tử quán đại môn, đi vào. Đồng vàng tiên tri, hoan nghênh quan lâm. Ngài muốn tới điểm cái gì sao? Tử quán lão bản nhiệt tình mà dò hỏi. Rim đi đến quầy ba trước, ngồi xuống, tới ly nước trái cây đi. Tốt, tử quán lão bản thực mau liền đem nước trái cây tặng đi lên. Rim bưng lên nước trái cây, nhấp một ngụm, nghe nói ta ủy thác có tin tức. Nga, đúng vậy. Tử quán lão bản cười lấy ra một trương giấy, đưa cho Grim, đây là ngày hôm qua đưa tới lệnh truy nã, ngươi nhìn xem mặt trên hai người có phải hay không chính là ngươi người muốn tìm. Grim tiếp nhận lệnh truy nã, nhìn thoáng qua. Hai trương lệnh truy nã thượng phân biệt là một cái tóc đen hầu gái cùng với một cái tóc vàng mục sư, thình lình đúng là salon cùng với nếp treo hai người. Tiền thưởng 5.000 Vĩ Thác Vương, Giáp Hồng Công Chính Thính, Giáp Cản Luật Pháp Giáo Hội, ra Khắc Bá Tước, Hắc Đặc Tư Tử Tước, nhìn mặt sau kia một trường xuyến ủy Thác Vương, Rim không khỏi mà hút khẩu khí lạnh, tê các nàng làm cái gì sao? Ủy thác phương càng nhiều, cũng liền ý nghĩa lệnh truy nã tuyên bố khu vực càng quản. Hơn nữa cái này ủy thác kim cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, đủ để hấp dẫn đại lượng thợ săn tiền thưởng giống như linh cẩu phi phát lên rồi. Ở giáp cảng trung trước mặt mọi người giết người, thậm chí còn bị thương không ít vệ binh cùng trị an quan. Giết vua ra khắc bá cướp nhi tử, đá bạo hắc đặc tư tử tước trứng, ăn hồng long thôn thần thú. Nghe được tử quán lão bản nói, Rim yên lặng mà đem lệnh truy nã buông giúp ta hủy bỏ phía trước bị thác đi. Minh Bạch. Tử quán lão bản ha hả cười, có mấy người muốn muốn hỏi thăm ngươi này hai nữ nhân tình huống. Rim cười hắc hắc, ta quy củ các ngươi hẳn là đều biết. Lấy ác kim danh nghĩa, chỉ cần chịu trả tiền, biết gì nói hết. Ân. Ừ. Tử quán lão bản nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa vài tên khách nhân, vị này chính là đồng vàng tiên tri, hắn vừa mới lời nói các ngươi đều nghe được. Quầy ba cách đó không xa ngồi một đôi tuổi trẻ tóc vàng nam nữ. Hai người đều có xinh đẹp tóc vàng thoạt nhìn giống huynh muội, người người này cũng quá bỗng xỉn đi. tóc vàng thiếu nữ vẽ mặt kinh bỉ nhìn Rim. đây là đồng giá trao đổi. dream vẫy vẫy tay, cái loại này cái gì đều không trả giá liền tưởng từ người khác nơi đó đạt được đồ vật người, bất quá là một đám cường đạo. ngươi. tóc vàng thiếu nữ nổi giận. hảo, lilith, đừng nóng giận. thoạt nhìn giống huynh trưởng tóc vàng thiếu niên trấn an một chút thiếu nữ, sau đó quay đầu đối Rim nói, chúng ta đang ở đuổi giết kia hai cái sát nhân cuồng. Nếu ngươi có thể nói cho chúng ta biết có quan hệ kia hai cái sát nhân cùng tình báo, như vậy ngài đem đạt được cu ra khắc gia tộc hữu nghị. Rim khẽ nhíu mày, hữu nghị không đáng giá tiền, không có tiền đừng lãng phí ta thời gian. Ngài nói một câu không nên lời nói. Nguyên bản thập phần ưu nhã tóc vàng thiếu niên đột nhiên đứng lên, giống như thực chất sát khí tỏa định Rim, nếu ngươi không muốn tiếp thu phổ nếu bội đặt gia tộc hữu nghị, như vậy chính là chúng ta địch nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 205, Ngu xuẩn món lòng. mãnh liệt đề cử. Tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỷ ta dục phong thiên ta tức ý trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn cổ đại người thống trị vì duy trì xã hội ổn định sẽ cho tầng dưới chót dân chúng lưu lại một cái hướng về phía trước tấn chức con đường chỉ cần còn có hy vọng như vậy bí quá hóa liều người liền sẽ đại biên độ giảm bớt riêng cố ý tuyên bố đồng vàng mua tình báo quy tắc chính là vì lưu lại một giao thiệp đường sống lưu lại một làm người khác có thể đạt được tình báo con đường, do đó hạ thấp gặp được tập kích nguy hiểm. Rốt cuộc Grim biết đến đồ vật thật sự là quá nhiều. Nếu Grim hoàn toàn bảo mật, rất khó bảo đảm những cái đó tò mò người có thể hay không làm ra cái gì quá kích hành vi, nhưng là Grim tùy tiện mà đem tình báo lấy ra tới bán ra, ngược lại dẫn tới rất nhiều người do dự không chiếm được đồ vật, làm nhân tâm ngứa, dễ dàng đạt được đồ vật, ngược lại không ai để ý tới. 10 cái đồng vàng, không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng là đối với siêu phàm cường giả mà nói, mười cái đồng vàng lại cũng không phải cái gì khó có thể lấy ra kim ngạch đối với tuyệt đại đa số người tới nói nếu có thể thông qua hòa bình thủ đoạn đạt được tình báo hà tất đao kiếm tương hướng đâu nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít không nói đạo lý bệnh tâm thần hiển nhiên viêm hiện tại gặp được huynh muội chính là cái loại này không nói đạo lý bệnh tâm thần tính toán mượn dùng vũ lực mà không muốn đưa tiền cường đạo sao viêm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thiếu niên thiếu nữ khu ra khắc gia tộc sao thật đúng là bá đạo phong cách hành sự đâu Grim trong trò chơi hoàn toàn không có nghe nói qua cái này cái gọi là phu ra khắc gia tộc, bất quá vừa mới nghe tử quán lão bản nói, cái này gia tộc bá tước giống như bị sa chém một cái nhi tử. Nhìn đến trước mắt thiếu niên này tính cách, Grim có điểm để ý tới sa vì cái gì sẽ chém cái này gia tộc người. Ngay cả Grim đều tưởng chém người. Nếu ngươi hiện tại thu hồi phía trước nói còn kịp. Tóc vàng thiếu niên kinh miệt mà nhìn Grim. Nhìn trước mắt tóc vàng thiếu niên, Grim cảm thấy rất khổ sở. Vì cái gì loại này hai bê thiếu niên còn chưa có chết quan đâu. Này không phải ghê tởm người sao? Ngươi đột nhiên đánh lén ta, bắt cóc ta, ta còn có thể tiếp thu, như vậy nhảy ra tới nói một đống lớn ghê tởm người nói, đến tột cùng có cái gì ý nghĩa a?" À? Grim nhẹ nhàng liếc mắt một cái chung quanh. Có được tâm nhãn, Grim ở cảm giác địch ý cùng nguy hiểm khi có cực cao thêm thành, bởi vậy Grim có thể cảm nhận được chung quanh có vài cái thoạt nhìn bình thường nhà thám hiểm đối chính mình lộ ra một tia địch ý. Những cái đó nhà thám hiểm hẳn là chính là trước mắt cái này hai b thiếu niên thủ hạ đi. Mai phục nhiều người như vậy khó trách một cái bạc trắng dai liền dám khiêu khích chính mình. Rin bất đắc dĩ mà lấy ra một trương giấy, tới, ở giấy sinh tử thượng ký tên, sau đó chúng ta đi ra ngoài quyết đấu đi. Trên thế giới này, luôn là sẽ xuất hiện một ít không thể hiểu được gia hỏa A. Nhìn đến Rin trong tay giấy, tên kia tóc vàng thiếu niên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, tìm chết. Tóc vàng thiếu niên đột nhiên vọt đi lên, phím kim quang nắm tay hướng Rin đánh tới. Bá! Mà một chút, Rin trực tiếp biến mất. Mất đi Rin tung tích, tóc vàng thiếu niên biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới. Ngươi không phải nói cái kia pháp sư chỉ là một cái tam hoàng pháp sư sao? Tóc vàng thiếu niên vẽ mặt âm trầm mà nhìn tử quán lão bản, tam hoàng pháp sư có thể sử dụng tùy ý môn. Hơn nữa vẫn là thúng pháp. Tử quán lão bản nhún nhún vai, khách nhân, ngài hẳn là biết pháp sư thông thường đều có một ít đặc thù bảo mệnh thủ đoạn. Thiết. Tóc vàng thiếu niên biểu môi. Thiếu gia, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một cái nhà thám hiểm đi tới, hướng tên kia tóc vàng thiếu niên dò hỏi. Hiển nhiên, này đó nhà thám hiểm đều là tóc vàng thiếu niên người hầu. Sách. Trực tiếp đi trong nhà hắn đi. Tóc vàng thiếu niên quay đầu nhìn về phía chính mình muội muội, mỉm cười vươn tay, đi lít, xem ra cái kia bình dân pháp sư nhiều ít còn tính có điểm bản lĩnh, chúng ta khả năng yêu cầu tốn chút công phu mới có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Tóc vàng thiếu nữ đầy mặt mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, ca ca. Nhìn theo đoàn người rời đi tử quán, tử quán lão bản không khỏi mà nhíu mày. Phụ thân, những cái đó người bên ngoài thật sự là quá ghê tởm. Tử quán xem bản nương Sivia vẻ mặt không vui mà đi đến tử quán lão bản bên người, ta đi tìm quen đội trưởng. Ân, đi thôi. Tử quán lão bản đối này cũng không có ý kiến. Hắn cũng xem những cái đó làm bộ làm tịch người bên ngoài khó chịu. Nơi này là lính đánh thuê quốc gia Mosnari, cũng không phải là Paromia vương quốc. Liền tính ngươi là Paromia vương quốc bá tước chi tử, tới rồi nơi này cũng nên tuân thủ nơi này quy củ. Sivia vội vã rời đi tử quán. Khoảng cách tử quán không xa nóc nhà thường, ẩn thân sau rim vẽ mặt âm trầm mà nhìn chầm chầm những cái đó từ tử quán trung nối đuôi nhau mà ra tóc vàng huynh muội cùng với nhà thám hiểm nhóm. pu ra khắc gia tộc tóc vàng thiếu niên cùng với mặt khác năm tên nhà thám hiểm tất cả đều là thuần một sắc siêu phàm cường giả, chỉ có cái kia ra khắc gia tộc đại tiểu thư thực lực lược nhược. Sáu cái bạc trắng, một cái hắc thiết, khó trách như vậy tự tin. Bất quá, Grim trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn, các ngươi không nên dây vào ta. Lúc này Grim đã thành công từ qua đi cái kia, cá mặn pháp, chuyển chức thành, cắn, dược tề pháp, ở nước thuốc ăn sạch phía trước, bình thường siêu phàm giai căn bản không phải Grim đối thủ. Bởi vậy Grim cảm thấy chính mình cần thiết giáo dục một chút tên kia hoàng mau như thế nào tôn trọng một người pháp sư. Dù sao cũng là một đám siêu phàm giai, Grim nhìn trộm tự hồ làm kim mau đội ngũ trung một người du hiệp đã nhận ra cái gì. Chỉ thấy tên kia cổng cung tiễn du hiệp đột nhiên nhìn về phía Grim phương hướng. Hừ. Grim nhảy xuống nóc nhà, hướng chính mình ra phương hướng đi đến nếu các ngươi nghĩ đến tiền ta phiền toái, như vậy liền tới đi. Trong thông phòng ốc quá nhiều, Rim phóng không khai tay chân, cho nên Rim quyết định đi thôn bên ngoài chờ bọn họ. Ở thôn đi thông loạn thạch cương kia phiến trên đường, Rim an tỉnh chờ cái kia kim mau huynh muội. Thực mau, Rim liền nhìn đến kia đối kim mau huynh muội ở vài tên nhà thám hiểm dưới sự bảo vệ, hướng chính mình đi tới. Không sai biệt lắm cái này khoảng cách liền không cần lo lắng bọn họ trốn hồi thôn. Rim liếm liếm môi, dơ lên pháp trượng, nhiều trọng thi pháp tăng ít không đến 3 giây thi pháp qua đi, nguyên bản yêu cầu mấy chục giây mới có thể xoát xong tăng ít trạng thái xuất hiện ở Grim trên người. Phát hiện tình huống không đúng, vài tên nhà thám hiểm hướng Grim vọt lại đây. Hừ. Grim một bàn tay hướng trong miệng rót thuốc, một bàn tay móc ra sách ma pháp, triệu hoán. Linh năng cánh xà. Sách ma pháp bị mặt thượng hiện ra một con lam hắc giao nhau cánh xà đồ án, sau đó một con trường hai đối long cánh đại xà xuất hiện ở Grim trước mặt. Khổng lồ màu đen thân hình không sai biệt lắm có 10 mét trường, cho dù bàn cái đuôi, độ cao cũng vẫn cứ vượt qua đại đa số phòng ốc. Đột nhiên xuất hiện triệu hoán sinh vật, làm vài tên nhà thám hiểm nhóm cảm thấy có điểm hoảng hốt. Cái này là biến dị cánh xà lĩnh chủ. Một người nhà thám hiểm vội vàng đem tóc vàng huynh mùi hộ ở sau người. Ngu xuẩn món lòng nhóm. Rim mang theo đầy người tăng ít trạng thái, nhảy đến cánh đầu rắn thượng, đằng đằng sát khí mà nhìn chầm chầm trên mặt đất đám kia nhà thám hiểm, cho các ngươi cảm thụ một chút treo chọc một người siêu phàm pháp sư kết cục đi. Chưa xong còn tiếp chương 206, Pháp sư tẩy địa chiến thuật. Mãnh liệt đề cử, tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỹ ta dục phong thiên ta tức ý trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn cho dù ở cái này có được siêu phàm lực lượng thế giới giữa, phi hành vẫn cứ là một cái phi thường thật lớn ưu thế. Chung quanh là cánh đồng bát ngát, không có bất luận cái gì che đậy, dưới tình huống như vậy, một đám vật lý chức nghiệp cùng một cái có được phi hành tọa kỵ pháp sư chiến đấu, này tuyệt đối là một kiện hành vi phi thường ngu xuẩn. Cần thiết ngăn lại kia chỉ cánh xa tất cánh. Nếu còn ở thôn cửa, nhà thám hiểm nhóm có lẽ sẽ lựa chọn lui lại đến trong thôn, nhưng là hiện tại chung quanh một mảnh trống trải, chạy trốn chỉ biết trở thành đuổi giết mục tiêu. Bởi vậy vài tên nhà thám hiểm nhóm ở nhìn đến cánh xa hậu không những cũng không lui lại, ngược lại gia tốc hướng rim vọt tới. 200 mét. 200m là tuyệt đại đa số viễn trình pháp thuật cực hạn khoảng cách, mà cung tiễn thủ ở cái này khoảng cách thường cũng rất khó đục lỗ pháp sư phòng hộ mũi tên ma pháp. Cung tiễn thủ ở 200m ngoại dương cung, nhắm chuẩn. Rim, nhiều trọng thi pháp tăng ít. Gia tốc thuật, xoay ngược lại mũi tên hai cái pháp thuật cùng bị ném ở cánh thân rắn thượng. Một cái ma pháp quyển trục ở mũi tên dẫn dắt hạ bay lại đây. Sau đó giống như đụng phải cùng phong đã xảy ra độ lệch, nhưng là độ lệch biên độ cũng không tính đại. Đã có thể vào lúc này, mũi tên thượng buộc chặt quyển trục đột nhiên phát động. Đại địa trói buộc. Mũi tên lực lượng không thể đột phá xoay ngược lại mũi tên phòng hộ, nhưng là quyển trục hiệu quả lại bị thành công phát động. Màu nâu xiên xích nháy mắt buộc chặt ở cánh thân rắn thượng. Đại địa trói buộc, sử mục tiêu sinh vật vô pháp phi hành, được miễn thành công phi hành tốc độ vẫn sẽ hạ thấp. Liên tục thời gian một phút một cấp. Xoay ngược lại mũi tên cấp bậc quá thấp, không thể hoàn toàn độ lệch cung tiễn thủ công kích, dẫn tới cánh xà bị quyển trục hiệu quả mệnh trung, mất đi năng lực phi hành. 150 mễ. Hừ. Ri một bên uống dược, một bên lại lần nữa dơ lên pháp trượng, nhiều trọng thi pháp dầu mở thuật. Nguyên bản chỉ có thể bao trùm rất nhỏ một mảnh khu vực dầu mở thuật lại nhiều trọng thi pháp thêm vào hạ, nháy mắt bao trùm riêng quanh thân 30 mét trong phạm vi sở hữu khu vực. 100 mễ. Nhiều trọng thi pháp nguyên tố sinh vật triệu hoáng. 6 chỉ hỏa nguyên tố từ trên mặt đất bò lên. Nguyên tố sinh vật triệu hoáng, có thể triệu hoáng một cái kiêu chiến cấp bậc 10, kỹ năng cấp bậc nguyên tố sinh vật vì ngươi tác chiến, liên tục thời gian 6 giây một cấp. Đây là một cái tam hoàng pháp thuật, hơn nửa chịu giới hạn trong dream siêu phàm pháp sư cấp bậc, trước mắt pháp thuật này cấp bậc chỉ có một cấp, liên tục thời gian chỉ có đáng thương 6 giây. Bất quá 6 giây thời gian cũng đã vậy là đủ rồi. 50 mễ. Rim dơ lên cao pháp trượng, bốn cái thật lớn thật lớn hỏa cầu ở rim trên đầu ngưng tụ. Rim, nhiều trọng thi phát hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật, sự bùng nổ điểm chung quanh 10 mễ trong phạm vi sinh vật đã chịu một giây 6, cấp trí lực điều chỉnh giá trị ngọn lửa thương tổn nhưng vẫn châm vật thể, hòa tan kim loại, tỉ như vàng bạc đồng. Làm nắng có thể hệ chiêu bài pháp thuật, hỏa cầu thuật tầm bắn xa, lực công kích cường, lan đến phạm vi đại, là một cái vô luận giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ đều phi thường cường đại kỹ năng. Bất quá chịu giới hạn trong rim siêu phàm pháp sư cấp bậc, trước mắt pháp thuật này cấp bậc chỉ có một cấp, uy lực thậm chí còn so ra kém thương pháo ma pháp, nhưng dù sao cũng là quần thể thương tổn, lan đến phạm vi lại xa xa vượt qua thương pháo ma pháp, cơ bản không cần lo lắng công kích bị né tránh bốn cái hỏa cầu thuật nện xuống đi, căn bản không cần cố ý nhắm chuẩn, chỉ cần nhà thám hiểm nhóm nơi khu vực. Cùng lúc đó, hỏa nguyên tố nhóm cũng tập thể đối với nhà thám hiểm nhóm ném ra từng viên tiểu hỏa cầu. Tránh cũng không thể tránh. Phòng ngự. Xung phong giữa bốn cái nhà thám hiểm không chút do dự tập hợp ở cầm thuẫn chiến sĩ phía sau. Lập thuẫn, phòng ngự. Oanh. 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 Quanh. Cường đại mà khủng bố bảo hòa công kích, trực tiếp bao phủ mọi người thế giới nháy mắt thanh tịnh. Ngọn lửa cùng sương khói ở trên chiến trường tràn ngập, che đậy tầm mắt mọi người. Grim nhân cơ hội ngón tay vừa động, nhiều trọng thi pháp cảnh trong gương và am, 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 ẩn hình. Ở cảnh trong gương ẩn hình hai cái nhị hoàng pháp thuật dưới tác dụng, cánh xà bị giấu đi thân ảnh, đồng thời tại chỗ để lại một cái cảnh trong gương, mà Grim phiêu phù ở cảnh trong gương đỉnh đầu, làm bộ chính mình vẫn cứ đạp lên cánh đầu rắn thường. Thực mau, sương khói tản ra, nhà thám hiểm nhóm chật vật thân ảnh xuất hiện ở Grim trước mặt riêng ngoài miệng ngậm hai bình dược, sách. Quả nhiên, một cấp hỏa cầu uy lực quá thấp sao. Bình thường dưới tình huống, này một đợt bảo hòa phát ra tẩy địa đủ để xử lý một tảng lớn trong phạm vi sở hữu nhà thám hiểm, đáng tiếc riêng siêu phàm pháp sư cấp bậc mới ba cấp. Vô luận, nguyên tố sinh vật triệu hoán của vẫn là hỏa cầu thuật, đều là thấp nhất cấp bậc một cấp, lúc này mới khiến cho này đàn siêu phàm chiến sĩ sống tạm xuống dưới. Tuy rằng sống tạm xuống dưới, nhưng là bọn họ tình huống lại rất không ổn. Mọi người đầu tóc đều bị đốt trọi, đầy người bỏng rác, càng không xong chính là, trên người dược tề, quyển trục gì đó toàn bộ đều bị thiêu hủy. Liền tính tưởng uống dược cũng chưa biện pháp. Cầm đầu thuẫn chiến sĩ đem trong miệng máu tươi nuốt xuống đi, những cái đó hỏa nguyên tố biến mất. Hướng. Hắn hẳn là không có ma lực. Nhà thám hiểm nhóm mạnh mẽ nhắc tới một hơi, lại lần nữa hướng riêng phát động xung phong. 30 mét. Riêng bắt đầu triệu hoán thương pháo ma pháp. Trậm rạp súng kiếp bao trùm toàn bộ không trung. Nhìn đến trên bầu trời những cái đó súng kiếp, các chiến sĩ cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều ma lực? Liều mạng với ngươi. Tại đây loại khoảng cách hạ, liền tính muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi. Chỉ có thể liều mạng. Mà ở dầu mở thuật phạm vi ngoại, bốn gã nhà thám hiểm không chút do dự phát động công kích. Nước mà trảm. Một người trọng kiếm sĩ muốn may vũ khí, không chút do dự hướng trên mặt đất ném tới. Oanh. Đại địa thượng để lại một đạo thảm thiết vết sẹo, trở nên gồ ghề lồi lõm, đồng thời dầu mở thuật trở ngại cũng đã biến mất. Bốn gã nhà thám hiểm dẫm lên chiến sĩ khai ra con đường tiếp tục xung phong. Nhanh! Chỉ cần đến gần rồi cái kia cánh xà lĩnh chủ, bầu trời những cái đó công kích cũng liền không có uy hiếp. Cánh xà thể tích phi thường đại, một khi tiến vào cận chiến, pháp sư những cái đó phạm vi lớn công kích thủ đoạn cũng liền không có biện pháp lại dùng. So với những cái đó phạm vi lớn tẩy địa, đơn thể công kích vô luận là né tránh vẫn là đón đỡ đều phải dễ dàng đến nhiều. Hẹp dài đường nhỏ thượng bốn người tụ tập ở cùng nhau, lẫn nhau chi gian khoảng cách phi thường gần. Trảm. Sát. Bốn người dơ lên vũ khí, bổ về phía cánh xà thân thể, cùng lúc đó, phương xa xạ thủ cũng nhân cơ hội đi tới một khoảng cách, đối với đứng ở cánh đầu rắn thượng riêng bắn ra chờ đợi lâu ngày mũi tên. Bang. Mà một tiếng, đã chịu công kích cánh xà biến mất. Cùng lúc đó, một đạo cường đại phung tức đột nhiên quét ngang chiến trường. Phục lên vũ khí linh năng ti chớp, đối trong phạm vi địch nhân tạo thành 3 d 18 ti chớp thương tổn nhất định xác suất tiêu trừ mục tiêu trên người thêm hộ. Tập trung ở bên nhau nhà thám hiểm nhóm căn bản không kịp phản ứng đã bị trực tiếp bị phun vẽ mặt. Cường đại ti chấp thương tổn khiến cho bọn họ cả người chấn động run rẩy, lâm vào cứng tòng đồng thời trên người bao trùm đấu khí quan mang cũng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, ngay sau đó. Phanh. Một tiếng súng vang, chờ lâu ngày gần trăm phát đạn nháy mắt đem tụ tập ở bên nhau nhà thám hiểm nhóm bắn thành cái sàn. Rim chậm rì rì mà bắt đầu cắn dược, đồng thời đem tầm mắt đầu hướng đứng ở nơi xa xem diễn kim mau huynh muội cùng với tên kia cung tiễn thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 207, danh vọng cách dùng. Mãnh liệt đề cử, tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỷ ta dục phong thiên ta tức ý trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn nhìn đến riêng tầm mắt tay cầm cung tiễn du hiệp nhịn không được nuốt nước miếng một cái không chút do dự xé mở một trương lòng bàn chân mạc du quyển trục xoay người cất bước liền chạy làm chạy trốn thần kỹ lòng bàn chân mạc du hiệu quả xác thật thực cấp lực ngắn ngủn trong nháy mắt tên kia cung tiễn thủ cũng đã lao ra đi mấy chục mét phát hiện không đúng kim mau huynh muội cũng đồng dạng hướng trong thôn chạy trốn làm kẻ có tiền bọn họ đồng dạng cũng sẽ không bủng xỉn với pháp thuật quyển trục Rim nhìn thoáng qua vẫn cứ ở vào đại địa trói buộc trạng thái cánh xà bị trói buộc cánh xà vô pháp phi hành trên mặt đất bò sát tốc độ khẳng định so ra kém gia tốc trạng thái nhân loại nhưng là dream nhất miệng cười ta cố ý lựa chọn cái này chiến trường sao có thể không chuẩn bị Hylia! cho ta ngăn lại bọn họ cùng với dream mệnh lệnh Hylia không biết khi nào xuất hiện ở thôn lối vào cũng hướng tóc vàng huynh muội ngăn cản qua đi lilith ngươi đi vào trước tóc vàng thiếu niên phân phó chính mình muội muội đi trước chính mình tắt hướng Hylia đón đi lên Hylia dơ lên chính mình đôi tay trọng kiếm không chút do dự hướng thiếu niên chém tới. Bá hoàng quyền. Tóc vàng thiếu niên đột nhiên giơ lên nắm tay, hướng Hilia trọng kiếm đón đi lên. Trên nắm tay bao trùm một trận kim sắc quang mang, cùng Hilia trọng kiếm đụng vào nhau. Chạm vào. Ra ngoài dự kiến, Hilia trọng kiếm thế nhưng bị chặn. Chính điều khiển cánh xà hướng bên này đuổi riêng đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái kia nắm tay. Cái này quý tộc thiếu niên cư nhiên là võ tăng. Sao có thể? cái kia quý tộc thiếu niên vô luận ăn mặc vẫn là phong cách hành sự đều không giống võ tăng chính là cái loại này có thể nhạnh kháng trọng kiếm nắm tay sắt thật là võ tăng mới có phát hiện tên kia thiếu niên là võ tăng sau dream liền minh bạch hilia ngăn không được hắn mà tình huống quả nhiên không khác người lâm sở liệu cái kia thiếu niên ở đánh gãy hilia trảm đánh sau một cái nửa bước đã đột phá hilia cản trở vọt vào trong thôn hilia sắc mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ xoay người liền muốn đuổi theo dream hai mắt hơi hơi nhíu lại hilia trở về Kilia chức nghiệp là trọng kiếm sĩ, am hiểu đối phó đại hình quái vật, thích hợp vi, nhưng là lại không thích hợp cùng võ tăng loại này cao mẫn chức nghiệp một mình đấu. Nghe được Grim mệnh lệnh, Kilia vẻ mặt trù dẫm mà dừng bước chân, quay trở về Grim bên người, xin lỗi, Grim, ta làm hắn chạy. Không có việc gì. Grim nhíu mày, đợi chút đi điều tra một chút hắn là vị nào thần chi tín đồ. Võ tăng yêu cầu cực đoan ý chí. Tuyệt đại đa số võ tăng đều là một ít khổ sở hành giả, thông qua thống khổ khổ tu tới mài dũa tự thân ý chí đương cường đại ý chí cùng tương kết hợp sau, bọn họ có được cường đại cùng với không gì chặn được nắm tay. Đồng thời, võ tăng cũng là cực đoan cùng tín đồ, lời nói sở hành toàn tuân thủ giáo lý, tuyệt đối sẽ không làm ra trái với giáo lý hành vi. Nhớ lại tên kia thiếu niên phía trước lời nói việc làm, Rim cảm thấy chính mình tự hồ bắt được cái gì. Cố chấp, bá đạo, không nói lý. Loại này phong cách hành sự hiển nhiên không có khả năng là thiện thần tín đồ. Tính ngưỡng tà thần võ tăng sao? hơn nữa trên người hắn cũng không có mang theo bất luận cái gì tượng trưng này tín ngưỡng vật phẩm trang sức hắn không muốn làm người phát hiện hắn tín ngưỡng hắn tín ngưỡng cùng thôn chủ lưu tín ngưỡng chi gian tồn tại xung đột cố chấp bá đạo không nói lý lại còn có cùng hộ vệ chi thần haru đối địch như vậy một phân tích Rim cũng đã đoán được cái kia thiếu niên thân phận tín ngưỡng chính sách tàn bạo chi thần ban ân bạo ngược võ tăng tuy rằng thiện thần võ tăng đều là thông qua khổ tu tới mài dũa tự thân ý chí nhưng là một ít tà thần võ tăng lại phi như thế tỷ như chính sách tàn bạo chi thần ban ân bạo ngược võ tăng bạo ngược võ tăng đều không phải là thông qua khổ tu tới thăng cấp mà là thông qua hành hạ đến chết cùng với người khác căm hận tới thăng cấp là một loại phi thường tà ác chức nghiệp đồng thời cái này chức nghiệp cũng không cần quá mức với khổ tu cho dù quần áo hoa lệ cũng không quan hệ hoàn toàn phù hợp tên kia thiếu niên tình huống phát hiện tên kia thiếu niên rất có thể là bạo ngược võ tăng sau rim cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là đi một chuyến haru giáo hội rim cưỡi cánh xà rim hướng haru giáo hội phương hướng bay đi nhưng mà không đợi Dream phi rất xa, trong thôn dân binh đội liền tìm tới rồi Dream. Dream tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Nghe nói ngài phía trước cùng mấy cái ngoại thôn người đã xảy ra xung đột. Dân binh đội trưởng thái độ còn tính hữu hảo. Dream hiện giờ cũng coi như là nửa cái, người trong thôn, dân binh đội tự nhiên sẽ không vì một ít người bên ngoài tới tìm Dream ra. Dream, quét đội trưởng, ngươi tới vừa lúc. Ta hoài nghi bọn họ là chính sách tàn bạo chi thần ban ân tín đồ. Nghe được Dream nói, nguyên bản chỉ là tới đánh cái nước tương dân binh đội trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người chính sách tàn bạo chi thần ban ân tín đồ đúng vậy viêm gật gật đầu trên người hắn hẳn là có che giấu trận danh đạo cụ ta hy vọng các ngươi có thể hơi chút chú ý một chút hắn Rim ở trong thôn danh vọng không thấp bởi vậy nghe được Rim nói sau dân binh đội trưởng do dự trong chốc lát sau mở miệng nói viêm tiên sinh có thể cùng chúng ta cùng đi điều tra một chút ngươi nói người kia sao không thành vấn đề viêm gật gật đầu Nguyên bản ta là chuẩn bị đi Haru giáo hội tìm Mã Thụy Mục Sư. Nếu các ngươi tới, như vậy các ngươi liền phái cá nhân đi Haru giáo hội thông tri Mã Thụy Mục Sư đi. Mã Thụy Mục Sư là trong thôn Haru giáo hội Mục Sư, hắn nhất định sẽ rất vui lòng đi xử lý một người chính sách tàn bạo chi thần tín đồ. Đối với Dream yêu cầu, dân binh đội trưởng không có bất luận cái gì ý kiến, không thành vấn đề. Dream cùng một cái tiểu đội dân binh hướng trong thôn đi, tính toán đi tìm tên kia tóc vàng thiếu niên phiền toái. Dream tiên sinh, ngày này cánh xà thật xoái dân binh đội trưởng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn riêng dưới tòa cánh xà. Mười mấy mét lớn lên cánh xà, liền bàn tính thân thể, vẫn cứ có ba mét rất cao, hoặc nhìn uy nghiêm mười phần. Rim ha hả cười, cảm ơn. Đúng rồi, Rim tiên sinh, ta nghe nói các ngươi ở trong mê cung tìm được rồi rất nhiều trân quý thư tịch. Rim hơi hơi mỉm cười, tuy rằng này đó bí mật liền tính nói cho ngươi cũng không quan hệ, nhưng là ta không thể phá hư ta quy củ. Nếu ngươi thật muốn biết nói có thể đi hỏi Ikasi hoặc Hilia các nàng cũng không có phương diện này hạn chế tiên tri ngài khi nào đi hạ mê cung một người tuổi trẻ dân binh nhịn không được mở miệng nói nếu ngài lần sau muốn đi mê cung nói có thể kêu lên ta sao ân ừ. vấn đề này ta có thể trả lời ngươi siêu phàm giai là thấp nhất tiêu chuẩn chỉ cần có được siêu phàm giai thực lực ta hoan nghênh bất luận kẻ nào cùng ta tổ đội Rim hơi hơi mỉm cười đến nỗi khi nào đi xuống cái này liền xem tình huống đi ta gần nhất yêu cầu bế quan nghiên cứu ma pháp tăng lên ta pháp sư cấp bậc viêm hiện tại siêu phàm pháp sư cấp bậc vì ba cấp vừa mới nắm giữ pháp sư xạ thủ quan trọng nhất hai cái trung tâm pháp thuật nguyên tố sinh vật triệu hoáng cùng với hỏa cầu thuật nhưng là chịu giới hạn trong pháp sư cấp bậc này hai cái pháp thuật kỹ năng cấp bậc đều mới một cấp quy lực căn bản không đủ dùng muốn chân chính phát huy gây pháp sư xạ thủ cường đại phát ra năng lực ít nhất đến lại thăng một bậc chỉ cần đem siêu phàm pháp sư lên tới 4 cấp viêm pháp thuật quy lực đem đạt được một cái chất bay vọt nếu viêm pháp sư cấp bậc là 4 cấp nói phía trước chiến đấu chỉ cần một đợt phát ra là có thể đoàn diệt những cái đó tạp cá, căn bản không cần tiến hành đệ nhị sóng phát ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 208, trùng bỏ tín ngưỡng. Cái gì? Khi hai người mang theo hành lý chạy thoát. Izumi thôn tử quán trung, tử quán lão bản nói cho dân binh đội trưởng một cái tin tức xấu. Đúng vậy. Tử quán lão bản nhìn thoáng qua ngoài cửa thật lớn cánh xà, đã xảy ra chuyện gì sao? Riêng tiên sinh hoài nghi kia hai người là chính sách tàn bạo chi thần tín đồ, cho nên chúng ta là tới điều tra bọn họ. Dân binh đội trưởng thở dài, hiện tại xem ra, riêng tiên sinh hoài nghi làm không hảo là thật sự. Chính sách tàn bạo chi thần tín đồ. Tử quán lão bản sắc mặt biểu tình nháy mắt động lại, nghe ngươi như vậy vừa nói, cái kia tóc vàng thiếu niên cho ta cảm giác xác thật có chút không thoải mái. Đáng chết. Dân binh đội trưởng vẻ mặt khói mù. Đúng lúc này, riêng thanh âm từ tử quán bên ngoài phiêu tiến vào, quét đội trưởng, kia hai người ở bên trong sao. Xin lỗi, riêng tiên sinh dân binh đội trưởng vẻ mặt đen đuổi mà đi ra, khi hai người mang theo hành lý chạy thoát. Chạy thoát. Rim mày một chọn, ta hiểu được. Ta từ bầu trời điều tra một chút. Cánh xà cánh một phát, sau đó bay lên. Thực mau, Rim liền bay đến thôn trên không, bắt đầu nhìn quét thôn quanh thân tình huống. Rim hiện giờ cảm giác cao tới 19, hơn nữa trang bị mang đến 6 điểm cảm giác thêm thành, do đó đạt tới khoa trương 25 điểm cảm giác. Siêu cao cảm giác không chỉ có làm Rim đối đánh lén có cực cường kháng tính, đồng thời cũng làm Dream có được xa hơn tầm nhìn phạm vi, hơn nữa còn có thể nhìn đến rất nhiều nguyên bản mắt thường nhìn không tới đồ vật. Dream hít mắt quan sát đến thôn chung quanh tình huống. Bởi vì Hoàng Kim Thành tồn tại, gần nhất trong thôn lượng người nổ mạnh, ra vào thôn nhân số cũng đại biên độ gia tăng, này đại đại gia tăng rồi Dream điều tra khó khăn. Bất quá ở 25 điểm cảm giác trước mặt, này căn bản không phải vấn đề. Tìm được rồi. Dream thật mau phát hiện hai cái đang ở hướng thôn ngoại đi người. Bọn họ khoác áo choàng, đi được không nhanh không chậm, hoặc nhìn tựa như một đôi bình thường lữ nhân, bất quá Grim lại nháy mắt nhận ra bọn họ hai người chính là chính mình muốn tìm mục tiêu, những người khác đều nhịn không được ngẩng đầu quan sát Grim, liền bọn họ hai cái vẫn cứ vùi đầu đi đường, rõ ràng có vấn đề. Hộ thuẫn thuật Một mặt trong suốt thuẫn xuất hiện ở Grim trước mặt, chẳng nên diện mà đến phong. Pháp trưởng hướng dưới chân cắm xuống, vân cánh thuật. Cánh xà trên người nhiều một đôi cánh, phi hành tốc độ đại biên độ gia tăng. Đuổi theo đi. Grim một tay bắt lấy cánh đầu rắn đỉnh một nắm mau, một bên đem một lọ dược tề rót hết. Ở vân cánh thuật thêm vào hạ, cánh xà tốc độ phi thường mau. Bất quá bởi vì hộ thuẫn thuật bảo hộ, dream cũng không có đã chịu nên diện mà đến phong ảnh hưởng. Nhận thấy được cánh xà đột nhiên gia tốc, tóc vàng huynh muội rốt cuộc không rảnh lo ngụy trang, không chút do dự xé mở một trương lòng bàn chân mặt du quyển trục, hướng về thôn ngoại chạy như điên mà đi. Bởi vì cánh xà phi hành tốc độ cũng không tính thập phần ưu dị, bởi vậy đương tóc vàng huynh muội không màng tiêu hao mà chạy như điên khi, hai bên khoảng cách vẫn là bị chậm rãi kéo ra, nhưng là tình huống như vậy cũng không có liên tục bao lâu. Theo chạy vội, thiếu nữ thể lực tự hồ có chút ăn không tiêu, tốc độ chậm lại. Đột nhiên, cái kia tóc vàng thiếu niên đột nhiên một chân đá vào tóc vàng thiếu nữ trên bụng, sau đó từ tóc vàng thiếu nữ trên người đoạt đi rồi một cái túi sắt. Ở vứt bỏ thiếu nữ sau, tóc vàng thiếu niên tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Hiển nhiên, phía trước tốc độ đều không phải là hắn cực hạn. Nhìn đến hai người chi gian nội chiến, Viêm do dự một chút, bay đến tóc vàng thiếu nữ trước mặt nhìn đến không trung thật lớn cánh xà, thiếu nữ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, ta đầu hàng. Thỉnh đừng giết ta. Đang chuẩn bị công kích Rim không khỏi mà nhíu mày, từ bỏ phản kháng. Nghe được Rim nói, thiếu nữ vội vàng giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không phản kháng. Nhiều trọng thi pháp ma thằng thuật. Rim đem tam căng dây thường ném đến thiếu nữ trên người. Tam căng dây thường giống như một con rắn, nhanh chóng đem thiếu nữ buộc chặt đến kính mít. Thiếu nữ không có phản kháng, tùy ý dây thường đem chính mình buộc chặt lên. dream nói cho ta, tên của ngươi. Ta, ta kêu Lilith, Lilith, li, vua ra khắc. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà trả lời nói, ta, ta thật xinh đẹp, vẫn là xử nữ, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi. Cùng với thiếu nữ báo thượng tên, Rim rốt cuộc đạt được tương đối kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính. Một cái mục sư, lực lượng cùng thể chất không tính cao, tính ngưỡng thần chi là chính sách tàn bạo chi thần ban ân. Rim, chỉ cần ngươi ruồng bỏ chính sách tàn bạo chi thần, nhục mạ chính sách tàn bạo chi thần, ta liền không giết ngươi. Nghe được Rim yêu cầu, thiếu nữ choáng ván, ngươi, ngươi như thế nào biết? Ta đếm ba tiếng. Rim dơ lên pháp trượng, nhắm ngay thiếu nữ, nếu không có đã chịu thần phạt, như vậy liền đi tìm chết đi. Một. Đối mặt tử vong, thiếu nữ luống cuốn, chính sách tàn bạo chi thần ban ân, ta. Ta. Nhị, Rim trong tay xuất hiện một phen súng kiếp, nhắm chuẩn thiếu nữ. Thiếu nữ lý trí rốt cuộc hỏng mất, ban ân, ta phỉ nhổ ngươi. Ngươi liền một ngốc bức. Không có, tất, ngươi. Khụ khụ. Đột nhiên, thiếu nữ trong miệng phun ra một mồm to huyết. Cả người giống như chết quể oải mà nằm ở trên mặt đất. Thực hảo. Rim hủy bỏ trong tay súng kiếp. Bởi vì sau khi chết sẽ đi thần quốc, cho nên thành kính tính đồ thông thường đều không sợ chết. Nhưng mà này cũng không đại biểu mục sư không sợ chết. Mục sư cấp bậc là thông qua phát triển tính đồ cùng với đối thần chi cống hiến đôi lên, cho nên mục sư bản thân tính ngưỡng cũng không nhất định thập phần kiên định. Xác định thiếu nữ đã ruồng bỏ tính ngưỡng, Rim cũng không hề khó xử nàng, bí pháp ấn ký. Bí pháp ấn ký, ở vật thể thượng đánh dấu ấn ký, ký hiệu. Thiếu nữ trên mặt xuất hiện một ít văn tự. Nàng đã ruồng bỏ tà thần, cũng đã chịu thần phạt, thỉnh đêm này giao cho trong thôn Haru giáo hội. Ở thiếu nữ trên mặt để lại văn tự sau, Rim ném một con Mona đi xuống. Ruồng bỏ thần chi ngươi, chấm nét sẽ đã chịu chính sách tàn bạo chi thần giáo hội đuổi giết, chỉ có ta có thể giữ được ngươi. Rim chỉ chỉ trên mặt đất kia chỉ Mona, ta để lại một con mắt ở chỗ này nhìn chầm chầm ngươi, nếu ngươi ý đồ chạy trốn nói, ta đem lập tức biết được. Thông minh nói liền ngoan ngoãn mà ngốc tại nơi này, chờ ta trở lại. Nói xong Grim liền không hề để ý tới cái kia thiếu nữ, điều khiển cánh xà hướng đào tẩu tóc vàng thiếu niên đuổi theo. Thiếu nữ suy yếu mà mở hai mắt, nhìn rời đi Grim, lại nhìn nhìn cách đó không xa Mona. Mona, Mona vẽ mặt ngốc manh mà nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ không thấy mình trên mặt văn tự, cũng không biết Grim hay không thật sự có thể thông qua Mona nhìn đến chính mình, nhưng là thiếu nữ ít nhất biết một sự kiện, chính mình không bao giờ có thể đi trở về. Mục sư có thể từ thần chi nơi đó đạt được lực lượng, chính là một khi ruồng bỏ tín ngưỡng, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ. Không chỉ có như thế, đối với những cái đó phản bội giáo hội, nguyên nhân viên thần chức, tuyệt đại đa số giáo hội đều sẽ khởi xướng truy nã. Tưởng tượng đến chính mình sắp đối mặt hậu quả, thiếu nữ nằm trên mặt đất, nhịn không được rung bần bật lên, trong lòng không khỏi sản sinh một tia hối ý. Chương 209, đi ngang qua Grim. Mãnh liệt đề cử, tạo hóa chi môn hoàng mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên nhớ nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự núi sông tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãn hoang kỷ ta dục phong thiên ta tức ý trời hàng ngu chi huân thiên tỉnh chi lộ võ tôn nói vô địch dược tôn tuy rằng chậm trễ không ít thời gian nhưng là ỷ vào không trung tâm nhìn phạm vi đại ưu thế viên thực mau liền phát hiện tên kia đào tẩu thiếu niên hơn nữa tiếp tục theo đi lên nhưng là hai bên khoảng cách lại không có bởi vậy kéo gần ngược lại càng ngày càng xa cuối cùng tóc vàng thiếu niên ở gia tốc quyển trục dùng hết phía trước thành công thoát ly Grim cảm giác phạm vi. Một mảnh rừng rậm phía trên, Grim ngồi ở cánh xà thượng, qua lại quan sát đến phía dưới rừng rậm. Sách! Không hổ là tiểu cường. Grim đem chung quanh rừng rậm nhìn quét hai lần, rốt cuộc xác định chính mình thật sự cùng ném cái kia kim mau. Đang lúc Grim chuẩn bị từ bỏ khi, đột nhiên, cách đó không xa một chỗ trên vách núi bay ra một đám màu xanh lục thân ảnh. Đó là một đám dài quá con dơi cánh xà, ước có một mét dài hơn, tuy rằng kia lược hiện gầy yếu thân thể cho người ta một loại nhược bất kinh phong cảm giác, nhưng là từ kia mở ra mồm to trung sở triển lộ ra tới sắc bén răng nọc liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất lật đổ cái này kết luận. Đây là một đám cánh xà. Tuy rằng cấp bậc không bằng Dream dưới hán này chỉ như vậy cao, nhưng là khổng lồ số lượng lại đủ để đền bù thân thể thực lực khuyết tật, huống chi Dream nhìn đến trong đó cũng có một con 5 mét lớn lên lĩnh chủ. Nơi này cư nhiên có cánh xà xào huyệt. Dream vội vàng khống chế chính mình tọa kỵ, đình chỉ đi tới bình thường cánh xà khiêu chiến cấp bậc ở 812 cấp chi gian, ở Grim này chỉ 18 cấp biến dị tinh anh cánh xà trước mặt, vô luận tốc độ vẫn là thân thể thực lực đều không đủ xem. Có Grim ở, chẳng sợ chỉ dựa vào diều đều có thể chậm rãi thanh quan này đàn cánh xà. Grim nhìn cánh xà nhóm mật độ, trong mắt hiện ra một tia tham lam, thật nhiều kinh nghiệm a. Grim liếc mắt một cái chính mình ma lực cùng với hầu bao trung dược tề, nghĩ nghĩ, thu hoạch một đợt lại đi đi. Ở Grim khống chế hạ, linh năng cánh xà cùng cánh bầy rắn chi gian khoảng cách chậm rãi tới gần đều không phải là sở hữu cánh xà đều chỉ có một mét trường, trong đó không thiếu 2 mét trở lên cao cấp cánh xà, thậm chí còn có một con chiều dài gần 5 mét cánh xà lĩnh chủ. Đối mặt xâm lấn lãnh địa rim cùng với linh năng cánh xà, này đó cánh xà nhóm đằng đằng sát khí mà vọt lại đây. Ở hai bên khoảng cách còn có ước chừng 200 mét khi, rim dơ lên pháp trường. Nhiều trọng thi pháp hỏa cầu thuật. Mấy viên hỏa cầu ở bầy rắn giữa nổ mạnh. 27S 27S Hệ thống giao diện thượng nháy mắt quét qua vài điều kinh nghiệm đạt được nhắc nhở, đáng tiếc không có thể xử lý kia chỉ cánh xà lĩnh chủ. Đối với bầy rắn phóng xong hỏa cầu sau, viêm không chút do dự khống chế được dưới hán linh năng cánh xà bắt đầu lui lại. Nếu cắn dược nói, viêm chưa chắc không thể tiêu diệt này đó cánh xà, nhưng là viêm ma lực dược tề cũng không phải bầu trời rơi xuống, cho nên háo quan tự thân ma lực, xoát một đợt kinh nghiệm sau, viêm liền chuẩn bị lui lại. Đến nỗi dư lại cánh xà, về sau lại đến xoát là được. Đột nhiên công kích, làm cánh xà nhóm một trận hoảng loạn, nhưng là hung tàn tính cách khiến cho bọn họ vẫn cứ tiếp tục đuổi giết Grim. Grim dưới hán linh năng cánh xà thể tích xa xa vượt qua những cái đó bình thường cánh xà, lớn hơn nửa thể tích cũng liền ý nghĩa càng mau phi hành tốc độ. Thực mau, ở linh năng cánh xà dẫn dắt hạ, Grim dễ như trở bàn tay mà đem những cái đó bình thường cánh bầy rắn cấp ném xuống. Điều khiển cánh xà, Grim thực mau quay trở về cái kia tên là Lilith thiếu nữ nơi địa phương. Quả nhiên, đương Grim phản hồi thời điểm, Lilith đã không thấy. Mona cũng không thấy, Grim nhìn trên mặt đất dấu vết, khẽ nhíu mày, từ pháp sư bào trung móc ra một phen màu lam bột phấn, sau đó bắt đầu thi pháp. Trinh trắc hành tung. Trong suốt màu lam bột phấn từ Grim trong tay rơi đi ra ngoài, trên cỏ hiện ra rất nhiều nhan sắc hoặc thâm hoặc thiển màu lam dấu chân. Những cái đó dấu chân là sinh vật đi qua khi lưu lại dấu vết, càng tân dấu chân càng rõ ràng. Bởi vì nơi này đều không phải là tuyến đường chính, cho nên dấu chân không nhiều lắm, cho nên Grim thực dễ dàng liền từ dấu chân thượng nhìn ra một ít đồ vật. Có hai người đã đi tới, bắt đi Lilith cùng Mona bất quá bọn họ rời đi phương hướng đều không phải là thôn phương hướng mà là rừng rậm này cũng không phải là cái gì tin tức tốt riêng nghĩ nghĩ điều khiển cánh xà hướng rừng rậm phương hướng bay đi trong rừng rậm hai gã nam tử chính hưng phấn không thôi mà hướng rừng rậm toản đại ca cái này sinh vật hẳn là chính là trong truyền thuyết ma pháp sinh vật đi trong đó một người tương đối tuổi trẻ nam tử dẫn theo bị bó thành bánh chưng Mona, hướng mặt khác một người đau sẹo nam dò hỏi khẳng định a à, trừ bỏ những cái đó trong truyền thuyết thần bí vô cùng ma pháp sinh vật ngoại, ta tưởng tượng không ra còn có cái gì sinh vật có thể trưởng thành như vậy. Khóe mắt có một đạo đao sẹo đao sẹo nam đem một người tóc vàng thiếu nữ khiên trên vai, đầy mặt ý cười, bất quá liền tính không phải ma pháp sinh vật cũng không quan hệ. Những cái đó quý tộc các tiểu thư thích nhất loại này đáng yêu thần bí động vật, ít nói cũng có thể bán ra cái mấy chục đồng vàng đi. Hai cái không kiến thức nam tử hoàn toàn phân biệt không ra triệu hoán sinh vật cùng bình thường sinh vật chi gian khác nhau, đem ngộ nhận thành nào đó chưa thấy qua ma pháp sinh vật, đại ca, chúng ta đây là muốn phát A. À. Tuổi trẻ nam tử cười đến vô cùng dâm đảng. Hắc hắc đợi chút chúng ta tìm một chỗ trước sẵn một phen, chấm nét, đao sẹo nam vỗ vỗ chính mình trên vai nữ nhân, nữ nhân này vừa thấy chính là nhà có tiền đại tiểu thư, ngày thường xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái cái loại này. Bất quá lão đại, làm nàng thật sự không thành vấn đề sao? Tuổi trẻ nam tử có chút khẩn trương, trên mặt nàng những cái đó văn tự. Không có việc gì. Tuy rằng ta xem không hiểu trên mặt nàng văn tự là chút thứ gì, nhưng là khẳng định là đắc tội người nào, nếu không sẽ không bị chỉnh như vậy thảm. Chờ chúng ta sẵn xong sau, chỉ cần đem nàng chôn, không ai biết là chúng ta làm. Đại ca anh Minh. Tuổi trẻ nam tử vuốt mông ngựa nói. Hắc hắc đó là đương nhiên, đột nhiên. Đao sẹo nam trên mặt biểu tình hơi đổi, trốn đi. Đao sẹo nam nói xong liền khiên tóc vàng thiếu nữ trốn đến một viên đại thụ hạ. Tuổi trẻ nam tử sửng sốt hai giây, ngay sau đó cũng núp vào. Hai người vừa mới trốn hảo, trên bầu trời một trận cuồng phong đảo qua, một cái thật lớn thân ảnh từ bầu trời bay qua đi. Đó là một cái lam hắc giao nhau khổng lồ thân ảnh, hoặc nhìn có điểm giống xà. Đại, đại ca, đó là cái gì? Tuổi trẻ nam tử trong lòng run sợ mà mở miệng nói. Hư. Đao Sẹo Nam ý bảo tuổi trẻ nam tử an tĩnh. Đúng lúc này, Đao Sẹo Nam trên vai thiếu nữ đột nhiên giãy dụa lên. Ô ô ô. Đao Sẹo Nam trên mặt biểu tình hơi kinh hãi, nâng lên tay, một cái bàn tay đập vào thiếu nữ trên cổ, muốn đem thiếu nữ gõ vựng nhưng mà hiệu quả tự hồ cũng không quá hảo, thiếu nữ cũng không có ngất xỉu đi, ngược lại dãy dụ càng vì kịch liệt. Đao sẹo nam tâm một hành. Trực tiếp cầm lấy vũ khí, dùng sức đập vào thiếu nữ trên đầu. Đua an. Một tiếng trầm vang, thiếu nữ mềm mại té xỉu. Linh năng cánh đầu rắn thượng rim đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại, nhìn về phía rừng rậm. Vừa rồi hình như nghe được cái gì thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Chương 210, nhặt được pháo hôi. 25 điểm cảm giác sớm đã vượt qua phàm nhân cực hạn. Ở lên đường khi, bởi vì phong rất lớn, cho nên chưa chắc có thể phát hiện dị thường, nhưng là đương dream dừng lại bước chân, chuyên chú mà tiến hành quan sát khi, thực mau liền đã nhận ra rừng rậm giữa khác thường. Hai gã nam tử tránh ở dưới tàn cây, khẩn trương mà nhìn chầm chầm không trung. Xuyên thấu qua lá cây gian khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến có một cái lam hắc giao nhau quái vật khổng lồ đang ở không trung xoay quanh. Đó là một cái hình thể phi thường thật lớn cánh xà. Có lẽ là bởi vì có tật giật mình duyên cớ, hai gã nam tử thoạt nhìn phi thường khẩn trương. A, à, tìm được rồi. Rim sử dụng cánh xà bay qua đi. Thật lớn cánh xà trực tiếp vọt vào trong rừng rậm, đáp xuống ở trên mặt đất, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất con kiến. Chính là các ngươi hai cái trộm đi tù binh của ta sao? Rim đứng ở cánh xà trên đầu, trước người nổi lơ lửng một mặt nữa trong suốt thuẫn, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai gã nam tử. Nhìn đến uy phong lẫm lẫm Rim, hai gã nam tử đương trường liền túng. Đừng nói mặt trên cái kia thực lực không rõ pháp sư, chỉ là phía dưới này đại xà liền không phải hai người có thể đối phó. Ngài, Ngài Hảo, Pháp Sư Các Hạ. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nhà thám hiểm, chúng ta không biết đây là Ngài Tù Binh. Trên mặt nàng văn tự đã viết thật sự rõ ràng. Ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi không thấy được đi. Rin dơ lên pháp trượng, ta chán ghét nói dối. Chúng ta không có nói dối. Đao sẹo nam lúng cúng, ta không biết chữ, cho nên không biết trên mặt nàng viết chính là cái gì. Nga. Nghe được đao sẹo nam nói, Rim sửng sốt một chút, hảo đi. Như vậy các ngươi chuẩn bị đem nàng đưa tới chỗ nào đi? Ta, chúng ta tính toán mang nàng đi xem bác sĩ. Rim cười lạnh bác sĩ, dơ lên pháp trượng bắt đầu niệm chú. Nhìn đến Rim hành vi, đau sẹo nam đột nhiên hét lên một tiếng, không chút do dự ném xuống trên vai nữ nhân, cất bước bỏ chạy. Nhìn đến đại ca chạy, một cái khác người trẻ tuổi cũng vội vàng ném xuống trong tay Mona, đi theo chạy thoát. Trinh phát hiện nói dối ngôn. Rim cho chính mình thêm vào thượng trinh phát hiện nói dối ngôn sau. Nhìn đến chính là hai cái chạy như điên mà đi bóng dáng. Đối mặt loại này nhát như chuột địch nhân, Dream đều có điểm không đành lòng động thủ. Này thật đúng là, Dream móc ra hai thanh súng kiếp, một người một thương. Phanh! Phanh! Người sau lưng không có trường đôi mắt, đưa lưng về phía địch nhân, liền né tránh đều làm không được, dễ như trở bàn tay mà bị Dream một thương một cái mệnh trung phía sau lưng. a à. qua Hai người trọng thương ngã xuống đất, đỏ bừng máu tươi nhiễm hồng bùng đất. Bởi vì Dream cố ý tránh đi yếu hại cho nên tuy rằng xuất huyết so nhiều, nhưng thương thế cũng không trí mạng. Đừng giết ta. Hai gã nam tử quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Rim. Rim vẻ mặt khó chịu mà nhìn hai người, các ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể không giết người. Hảo. Tốt. Hai cái nam tử vội vàng gật đầu. Rim chỉ chỉ hôn mê giữa tóc vàng thiếu nữ, các ngươi phía trước bắt đi nàng, chuẩn bị đem nàng đưa đến chỗ nào đi. Nghe được Rim nói, hai gã nam tử có chút do dự. Rim mày một trọn, không nghĩ nói, không? Ta chiêu. Đao sẹo nam cắn răng một cái, ta chuẩn bị đem cái kia nữ chọc tới bán đi. Rim khẽ nhíu mày. Tuy rằng ta có tội, nhưng là tội không đến chết. Ta muốn công bằng thẩm phán. Đao sẹo nam thập phần quan côn mà nói. Công bằng thẩm phán sao? Rim nhếch miệng cười, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, ta tín ngưỡng ác kim. Ác kim cũng không cấm dân cư buôn bán. Đao sẹo nam cảm thấy chính mình trước mắt đã xuất hiện một con đường sống, cho nên cho dù ta bắt cóc nàng, cũng tội không đến chết. Ngươi nói được không sai. Dựa theo ác kim giáo lý, dân cư buôn bán xác thật đều không phải là tử tội, bất quá nàng chính là ta tài sản A. Vim trong tay đột nhiên xuất hiện một phen súng kiếp, dựa theo ác kim giáo lý, dân cư buôn bán đều không phải là tử tội, nhưng là cướp bóc chính là trọng. Ta nguyện ý bồi thường ngài tổn thất. Đao sẹo nam vội vàng mở miệng nói. viêm trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên vi diệu lên, ta cũng không cho rằng ngươi có năng lực bồi thường ta tổn thất. Izumi thông xuất hiện một tòa hoàng kim thành. Ta sẽ đi kia tòa hoàng kim trong thành thám hiểm. Nếu ta chết ở bên trong, tự nhiên cùng chết ở ngươi trong tay không khác nhau. Nếu ta thành công mà từ bên trong tồn tại ra tới, một chút bồi thường tự nhiên không nói chơi. Có điểm ý tứ. Rim thú vị mà nhìn trước mắt đau sẹo nam, nói cho ta tên của ngươi. Ta là Tom, Tom Tư ngoại hiệu đau sẹo. Nghe được nam tử tên, Rim khẽ nhíu mày. Không nghe nói qua tên, hơn nữa thuộc tính cũng chẳng ra gì chỉ là một cái bình thường áo rồng sao. Thật đáng tiếc. Tuy rằng ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm đến, nhưng là... Hảo đi. Ngươi thuyết phục ta. Nghe được Grim nói, đau sẹo nam rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ngươi đâu? Grim đem tầm mắt đầu hướng mặt khác một người thanh niên. Ta, ta cũng nguyện ý. Ở tử vong trước mặt, tiết tháo gì đó căn bản không đáng giá tiền hảo phạt. Grim, như vậy, các ngươi hai cái liền cởi quần áo đi. Cởi quần áo hai gã nam tử trợn tròn mắt. Ta phải bảo đảm các ngươi trên người không có bất luận cái gì khả năng uy hiếp đến ta đồ vật. Rim dơ dơ lên trong tay súng kiếp, có ý kiến. Hai gã nam tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là không dám phản kháng Rim. Thực mau, hai người liền cởi hết quần áo. Xác định hai cái nam tử trên người không có có dấu nguy hiểm vật phẩm sau, Rim lúc này mới hơi chút yên tâm một ít. Rim đánh thức Lilith, làm nàng đem hai cái tù binh đôi tay trói lên, cũng hơi chút trị liệu một chút Rim phía trước tạo thành miệng vết thương. Mà Grim cũng nhân cơ hội hỏi thăm một chút Lilith tình huống. Lilith, Pura Khắc, Paromia Vương quốc Pura Khắc bá tước tư sinh nữ chi nhất. Bởi vì Pura Khắc gia tộc hợp pháp người thừa kế bị Salon giết, dẫn tới Pura Khắc bá tước không thể không ở tư sinh tử giữa lựa chọn một vị ra tới đưa người thừa kế, nét. Vì từ rất nhiều tư sinh tử giữa trổ hết tài năng, Lilith cùng chính mình đồng bào Kaka mang theo một ít hộ vệ ra tới, muốn dùng Salon đầu lấy lòng Pura Khắc bá tước. Đáng tiếc này đối huynh muội đầu óc có vấn đề còn không có tìm được salon liền rơi vào Grim trong tay hỏi thăm một chút pura khắc gia tộc tình huống sau Grim trong lòng đã có một cái ý tưởng lilith làm pura khắc gia tộc người thừa kế này giá trị cơ hồ cung cấp với pura khắc gia tộc bản thân giá trị điểm này ta tưởng các ngươi hai vị hẳn là minh bạch đi Grim cười tủng tỉm mà nhìn hai gã trần trụi thân mình nam tử có chuyện cứ việc nói thẳng đau sẹo nam thập phần quan côn mà mở miệng nói dù sao chúng ta hiện tại đã hai bàn tay trắng như vậy liền viết giấy nợ Viêm dừng một chút, một vạn đồng vàng, ta từ bỏ truy cứu các ngươi đối ta thủ hạ công nhân bắt cóc hành vi. Nghe được Viêm nói, đau sẹo nam biểu tình hơi hơi vừa kéo, ta tưởng ta không có lựa chọn đường sống đi. Ngươi còn có thể lựa chọn đi thần quốc an hưởng lúc tuổi già. Viêm cười đến thập phần thẹn thùng, chúng ta ác kim tín đồ nhưng đều là thủ pháp công dân.